chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Điều tra TV. Thưa quý vị, sau khi bản án tử hình có hiệu lực pháp luật, tử tù sẽ còn đợi bao lâu nữa cho cái ngày cuối cùng của đời mình? Cuộc sống của họ sẽ ra sao trong những ngày chờ đợi căng thẳng đó? Và những gì sẽ diễn ra trong những buổi sáng mờ sương, hoang lạnh trước giờ thi hành án? Những câu chuyện, vụ án dưới đây sẽ trả lời cho những câu hỏi đó, đồng thời tái hiện lại những ngày cuối cùng của một số tử tù với tất cả nuối tiếc và những sám hối cay đắng ở nơi họ. Đó cũng như là một lời cảnh báo về cái giá phải trả của tội ác. Và bây giờ xin kính mời quý vị đến với nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay. Bị biệt giam trong điều kiện hết sức nghiêm ngặt, nhưng những tử tù vẫn có những chiêu thức khó tin để vượt ngục, đặc biệt là câu chuyện vượt ngục để chết của gã tử tù dưới đây. Ngày 21 tháng 11 năm 1973, Troy Leon Gregg, 25 tuổi, và bạn là Floyd Allen, 16 tuổi, đi nhờ xe của Fred Simmons và Bob Moss về phía Bắc Florida và sau đó đón được người quá giang thứ ba tên là Dennis Weaver. Đến khoảng 23 giờ, khi đi ngang qua Atlanta, Dennis xuống xe, bốn người còn lại tiếp tục hành trình cho đến khi họ quyết định nghỉ ngơi ở đâu đó, dọc theo đường cao tốc. Gregg sau đó khai Simmons trở nên bạo lực trong thời gian họ dừng lại. Fred đánh vào hàm trái của tôi và hất tôi xuống mương thoát nước. Tôi không biết anh ta cầm gì trong tay, có thể là một con dao hoặc một cái ống. Tôi không biết nó là gì, nhưng khi anh ta đánh vào tôi lần thứ hai, tôi bắn anh ta, Gregg nói. Trong khi Gregg cố gắng tranh luận rằng vụ xả súng là để tự vệ, lời kể của người bạn đồng hành Allen cho thấy Gregg chưa bao giờ gặp nguy hiểm. Theo lời khai của Allen, Gregg quay sang và nói, ra ngoài, chúng ta sẽ cướp chúng. Gregg bắn 3 phát vào Simmons và Moore, cả hai người rơi xuống mương thoát nước gần đó. Gregg tới gần hai người đàn ông, bắn 1 phát vào mỗi người và lục túi. Sau đó, anh ta bảo Allen lên xe và lái đi. Thi thể của Simmons và Moore được tìm thấy trong mương vào sáng ngày hôm sau. Và một ngày sau, tờ báo địa phương đưa tin về cái chết của họ. Dennis Weaver, người xuống xe đầu tiên, đọc được tin tức và nhận ra hai người đàn ông nên đã đến gặp cảnh sát. Anh kể cho cảnh sát nghe về những người bạn đồng hành của mình và mô tả về chiếc xe. Gregg và Allen bị phát hiện vào hôm sau. Gregg lúc này vẫn còn giữ khẩu súng đã bắn Simmons và Moore. Từ nơi tạm giam, Gregg cũng viết sẵn cho Allen một lá thư với hướng dẫn về những điều cần khai để chối tội. Song Allen quyết định không làm theo. Troy Leon Gregg cuối cùng cũng bị buộc tội cướp có vũ trang và giết người. Gregg đứng trước án tử hình nhưng mọi chuyện không đơn giản. Một năm trước, sau bản án có tính bước ngoặt mang tên là Furman kiện Georgia, các bang bắt đầu thay đổi quan điểm về án tử hình, buộc phải soạn thảo những đạo luật mới. Nghĩa là giờ đây, dù tội ác của Gregg 3 năm rõ 10, hệ thống tư pháp phải làm rất nhiều việc để chứng minh anh ta đáng phải chết. Cụ thể, tại bang Georgia, án tử hình chỉ được áp dụng nếu bồi thẩm đoàn tìm thấy các yếu tố tăng nặng thật sự nghiêm trọng trong tội ác. Trong trường hợp của Gregg, bồi thẩm đoàn phải cân nhắc 3 điều trước khi kết án. Gregg có phạm tội giết người trong khi phạm một trọng tội khác không? Có phải anh ta thực hiện các vụ giết người với mục đích lấy tiền và xe hơi của nạn nhân hay không? Và vụ giết người có phải là tồi tệ, khủng khiếp, vô nhân đạo một cách thái quá hoặc tra tấn, đe dọa tâm trí, hành hung đối với nạn nhân hay không? Bồi thẩm đoàn nhanh chóng xác định rằng hai tiêu chí đầu tiên đã đáp ứng vì có vẻ như ý định của Gregg là thực hiện vụ cướp có vũ trang. Tuy nhiên, sự cân nhắc thứ ba kém rõ ràng hơn một chút. Cuối cùng, bồi thẩm đoàn đã quyết định rằng vụ giết người của Gregg phù hợp với tất cả các yêu cầu để kết án tử hình anh ta. Phán quyết sau đó được Tòa án Tối cao Mỹ giữ nguyên. Ngày 2 tháng 7 năm 1976, Troy Leon Gregg trở thành tù nhân đầu tiên bị kết án tử hình sau phán quyết trong phiên tòa Furman kiện Georgia. Nhưng Gregg còn nổi tiếng ở một điều khác, anh ta là tử tù đầu tiên vượt ngục thành công ở bang Georgia. Ngày 28 tháng 7 năm 1980, gần 7 năm sau khi giết người, Troy Leon Gregg đã lách thành công qua khe cửa tử. Đêm trước khi bị tử hình, Gregg và 3 phạm nhân khác cùng phạm tội giết người đang bị giam giữ tại nhà tù bang Georgia đã trộm đồng phục của các sĩ quan cải huấn, sau đó cưa song sắt phòng giam và cửa sổ rồi đi dọc theo một mỏm đá để đến lối thoát hiểm. Khi các nhân viên cải huấn bắt gặp đám tù nhân này, họ đã dễ dàng để chúng trốn thoát vì nghĩ là đồng nghiệp đang kiểm tra an ninh. Bốn kẻ đào tẩu nhảy lên chiếc ô tô đã chờ sẵn ở bãi đậu xe dành cho khách thăm tù rồi lao đi giữa đêm. Lý do bại lộ của nhóm sau đó có rất nhiều phiên bản. Có người nói rằng Gregg đã gọi điện cho một phóng viên chỉ vài giờ sau khi trốn thoát để phàn nàn về điều kiện vô nhân đạo trong nhà tù. Phóng viên này sau đó đã báo cho các quan chức nhà tù.
Một thông tin khác cho rằng Greg đã viết về cuộc vượt ngục trong những bức thư gửi cho vợ. Khi Greg đem chuyện này nói với ba đồng bọn, họ đã vô cùng tức giận và đánh anh ta đến chết rồi vứt xác xuống hồ. Đồng bọn của Greg đã khai rằng hắn quá chén ở một quán bar và trêu ghẹo nữ hầu bàn, sau đó bị đám thanh niên địa phương xông vào đánh như tử rồi ném xuống hồ. Bất kể phiên bản nào của sự kiện là đúng, tất cả kết thúc với việc thi thể của Greg được tìm thấy trong hồ, người đầy những vết bầm tím và có dấu hiệu của một cuộc ẩu đả. 3 ngày sau, đồng bọn của Greg cũng bị nhân viên nhà tù tìm lại được và túm về thi hành án. Nhưng sự thật về cái chết của Greg không bao giờ được làm sáng tỏ. Choi Leon Greg có thể đã thoát án tử hình nhưng không thể thoát chết. 3 tù nhân Mỹ và cuộc vượt ngục khó tin nhất lịch sử. Sau 1 giờ đồng hồ, 3 trong 4 tên tội phạm vượt ngục thành công, những lực lượng tinh nhuệ nhất của nước Mỹ đã vào cuộc. Song tung tích của nhóm tù nhân vượt ngục này vẫn mãi là một bí ẩn. Nhà tù Alcatraz nằm trên đảo Alcatraz cách bờ biển San Francisco khoảng 2 km và được bao quanh bởi sương mù, nước lạnh cùng từng đàn cá mập trắng. Vượt ngục tại đây được coi như một nhiệm vụ không tưởng, kể cả với những gã sừng sỏ như Al Capone hay súng, người chim Robert Shaw hay súng máy George Kelly. Về cấu tạo, giữa các lớp an ninh của Alcatraz không có hệ thống đường ống liên lạc. Muốn trốn thoát, tử tù phải chạy qua các hành lang, nơi luôn được giám sát bởi những tay súng thiện xạ và sẵn sàng bắn bỏ những kẻ có ý đồ vượt ngục. Năm 1934, ban quản lý nhà tù thay mới toàn bộ hệ thống song sắt cũ bằng thép cứng, vô hiệu hóa cơ kim loại và có chi phí khoảng 200.000 đô la Mỹ, lớn hơn số tiền xây dựng nhà tù năm 1912. Hệ thống khóa phòng giam cũng được thay bằng khóa điện tử được điều hành tại phòng điều hành chung. Điều này khiến việc đánh cắp sao lưu chìa khóa của cai ngục là điều không thể xảy ra. Trước năm 1962, Alcatraz chứng kiến tổng cộng là 33 tù nhân cố gắng trốn thoát trong 13 vụ vượt ngục. Trong số này, 6 người bị bắn chết, 23 người bị bắt trở lại, còn 4 người chết vì bị kiệt sức và sốc nhiệt khi bơi trong dòng nước lạnh quanh đảo. Thập niên năm 1930 đến năm 1940, Alcatraz được coi là siêu nhà tù của nước Mỹ, song mọi chuyện đã thay đổi từ sau ngày 11 tháng 9 năm 1962. Hệ thống an ninh hoàn hảo, đội ngũ quản giáo dày đặc, trang bị tối tân cùng tần suất điểm danh 12 lần một ngày biến Alcatraz trở thành mảnh đất giữ với bất kỳ phạm nhân nào manh nha ý định vượt ngục. Tuy nhiên, tất cả đã bị khuất phục bởi Frank Morris, gã tù nhân vướng lao lý từ năm 13 tuổi và có chỉ số IQ trong top 2% cao nhất dân số Mỹ khi ấy. Sau 2 năm trở lại đây, Morris phát hiện phía sau lỗ thông gió của các buồng giam là một hành lang lắp đặt thiết bị điện, nơi hiếm hoi, không có người canh gác. Đi hết hành lang, đu qua đường ống nước sẽ tới nóc nhà tù. Từ đó, ý tưởng điên rồ về một cuộc vượt ngục đã manh nha xuất hiện. 6 tháng liên tiếp sau đó, những tên tù nhân liên tục đào quét lỗ thông gió phía dưới bồn rửa mặt của buồng giam với dao lam, thìa xúc cùng với chiếc máy khoan tự chế tạo từ một chiếc máy hút bụi đánh cắp của nhà tù. Quá trình đào bới để lấn át tiếng đục khoét, những tên này thay nhau gào thét đùa giỡn với phạm nhân phòng bên. Morris thậm chí sử dụng tiếng đàn accordion để đánh lạc hướng quản giáo nhà tù. Đào bới xong, anh em nhà Anglin được giao nhiệm vụ làm những chiếc đầu giả từ giấy bồi, còn Morris biến chiếc accordion của mình thành một chiếc bơm tự chế dùng để bơm phồng chiếc bè cứu sinh được làm từ hơn 50 cái áo mưa cao su ăn trộm của nhà tù. 21 giờ 30 phút ngày 11 tháng 6 năm 1962, Morris, West cùng với anh em nhà Anglin bắt đầu hành động. Đèn trại giam vụt tắt, những chiếc đầu giả được đặt lên giường. 4 tên tội phạm chui qua đường ống thông gió để đến khu vực ống nước. Tuy nhiên, lớp xi măng chát tạm tại phòng giam của West bị đông cứng, không thể đục bỏ. Tử tù này phải ở lại trong khi Morris cùng anh em nhà Anglin tiếp tục hành trình vượt ngục. 3 tên này leo ống nước để lên mái nhà, rồi leo xuống bằng đoạn ống nước dài gần 20 mét để tới chỗ chiếc bè tự chế. Khai với cảnh sát, West cho biết sau khi rời đảo, những tên này sẽ di chuyển tới đảo Angel gần đó trước khi tách ra mỗi người một hướng. 7 giờ 15 phút sáng ngày 12 tháng 6 năm 1962, cuộc vượt ngục bị phát hiện, lệnh giới nghiêm được ban hành tại Alcatraz. Cục điều tra liên bang Mỹ FBI cùng các lực lượng tinh nhuệ nhất được huy động mở ra cuộc truy lùng lớn chưa từng có trong lịch sử. Ngày 14 tháng 6 năm 1962, trực thăng phát hiện một tấm gỗ có xuất xứ từ những kiện hàng vật tư của công ty sản xuất găng tay gửi đến nhà tù. FBI cho biết nhóm vượt ngục dùng tấm gỗ ấy làm chỗ ngồi trên bè. Cùng ngày, thủy thủ trên một tàu đánh cá vớt được chiếc ví có hình ảnh, tên và địa chỉ của người thân của John Anglin.
Đúng một tuần sau, FBI thu được những mảnh áo mưa dạt vào bờ biển gần cầu Cổng Vàng. Chiều hôm đó, một phao nhỏ làm từ áo mưa được tìm thấy cách Alcatraz 46 mét. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì cơ quan chức năng Mỹ tìm được. Việc ba tử tù bật vô âm tín từ khi trốn thoát khiến FBI tin rằng những tên này có thể đã chết trong làn nước lạnh ở biển. Các thử nghiệm hiện trường cho thấy, với các thiết bị tương tự chiếc bé tự chế, người tham gia thử nghiệm đều bị dòng hải lưu cuốn ra Thái Bình Dương rồi kiệt sức vì ướt và lạnh. Tuy nhiên, với những trường hợp trốn thoát và chết đuối trước đây, thi thể thường được tìm thấy rất nhanh. Trong khi cảnh sát không tìm ra bất cứ manh mối nào đủ sức nặng để chứng minh việc Morris cùng hai đồng phạm còn sống hay không. Năm 1979, FBI kết thúc điều tra, kết luận rằng Morris cùng anh em nhà Anglin khó lòng sống sót khi bơi qua dòng nước lạnh bao quanh nhà tù. Tuy nhiên, tới năm 2018, dư luận Mỹ được phen sừng sốt khi kênh truyền hình CBS San Francisco công khai lá thư của một người tự nhận là John Anglin, một trong ba tù nhân trốn thoát gửi tới FBI vào năm 2013. Tôi là John Anglin, tôi trốn thoát từ Alcatraz vào tháng 6 năm 1962 cùng em trai là Clarence và Frank Morris. Tôi đã 83 tuổi và đang mắc bệnh ung thư. Frank qua đời vào tháng 10 năm 2005. Ngôi mộ của ông ta hiện ở Alexandria dưới một cái tên khác, còn em trai tôi mất vào năm 2011. Nếu cảnh sát thông báo trên TV và hứa rằng tôi sẽ được chăm sóc y tế, điều trị ung thư khi chấp nhận ngồi tù một năm, tôi sẽ cho biết nơi mình đang sinh sống. Đây không phải là một trò đùa vì tôi đang kể lại sự thật, nội dung bức thư cho hay. Dư luận Mỹ càng có cơ sở để tin vào tính xác thực của lá thư khi vào năm 2015, một bức ảnh chụp hai người đàn ông tại Brazil có ngoại hình gần như tương tự với anh em nhà Anglin được đăng tải trên mạng Internet. FBI và Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ, gọi tắt là USMS, đã mở lại cuộc điều tra liên quan tới vụ việc. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn chưa thể đưa ra kết luận chính xác. Chuyên gia phân tích dữ liệu an ninh Jeff Huff của FBI cho biết đã giám định vân tay, lấy mẫu DNA của người viết lá thư, nhưng kết quả cuối cùng không đủ sức nặng và tính thuyết phục. Trong khi sĩ quan John Canwell của USMS kết luận ba tù nhân đã chết đuối, thi thể của họ bị cuốn ra biển Thái Bình Dương. Miyuki Ueta, 49 tuổi, bất tỉnh khi đang ăn tại trại giam ở Hiroshima, miền Nam Nhật Bản, cuối tuần trước. Phát hiện nữ tử tù này bị nghẹn thức ăn, các giám thị đã cố gắng sơ cứu và đưa Ueta tới bệnh viện. Bộ Tư pháp Nhật Bản sau đó xác nhận Ueta qua đời tại bệnh viện do ngạt thở. Nữ tử tù này đang dùng nhiều loại thuốc điều trị bệnh và từng bất tỉnh một tuần trước đó trong lúc ăn. Cái chết của Ueta khiến danh sách tử tù chờ thi hành án ở Nhật giảm xuống còn 105 người lúc bấy giờ. Ueta bị kết án tử hình năm 2017 vì sát hại hai người đàn ông. Theo cáo trạng, Ueta năm 2009 đánh thuốc mê tài xế xe tải Kazumi Yabe và dìm người này xuống biển. Cùng năm đó, cô tiếp tục đánh thuốc mê và dìm chủ cửa hàng điện thoại Hideki Maruyama xuống sông. Theo Japan Times, Ueta sát hại hai người đàn ông này để không phải trả nợ cho nạn nhân. Người phụ nữ này liên tục khẳng định mình vô tội trong suốt phiên tòa, nhưng Tòa án Tối cao Nhật Bản y án sơ thẩm cho rằng Ueta đã thực hiện tội ác tàn độc được lên kế hoạch từ trước với mục đích giết người. Con trai của nạn nhân Maruyama cho biết anh ngạc nhiên khi một tử tù lại chết theo cách này, thêm rằng giới chức Nhật Bản đã trì hoãn thi hành án với Ueta quá lâu. Theo các nhà nghiên cứu lịch sử, thông lệ bữa ăn vui vẻ cuối cùng của tử tù có từ thời Hy Lạp cổ đại. Mục đích của việc làm này nhằm xoa dịu tù nhân sắp bị hành hình. Chết sau khi được ăn uống no nê sẽ khiến linh hồn không còn oán giận. Dưới thời đế chế La Mã, các võ sĩ giác đấu thường có một bữa ăn tối thịnh soạn trước khi ra đấu trường và hôm sau. Công việc của họ vô cùng nguy hiểm khi có thể bị giết chết ngay trên đấu trường. Tại Trung Quốc thời phong kiến, người dân quan niệm nếu được ăn no trước khi chết thì sẽ khiến người đó có kiếp sau tốt hơn. Vì vậy, trước khi bị hành hình, tử tù ở Trung Quốc thời phong kiến thường được cai ngục chuẩn bị cơm, rượu, thịt đầy đủ để tiễn đưa họ sang thế giới bên kia. Đến thế kỷ thứ 18, một số tử tù có địa vị giàu có quyền lực được cho phép ăn bữa cuối cùng với người nhà, bạn bè trước ngày bị hành quyết. Theo thời gian, một số nước trên thế giới có những quy định về việc chuẩn bị bữa ăn cuối cùng cho tử tù. Thông lệ này được coi là hành động mang tính nhân văn, giúp phạm nhân thưởng thức bữa ăn thịnh soạn trước khi từ giã cõi đời. Nhiều nhà tù chuẩn bị bữa ăn cuối cùng cho tử tù dựa theo yêu cầu của họ, ví dụ như tù nhân muốn ăn cá rán, khoai tây chiên, bánh mì, bánh kem, cà phê, sữa, thịt, v.v. đều được nhà tù chấp nhận và chuẩn bị.
Giới chức trách cho mỗi tử tù một số tiền nhất định, từ 15 tới 40 đô la Mỹ cho bữa ăn cuối cùng của phạm nhân. Một số tử tù vui vẻ thưởng thức bữa ăn cuối cùng trong cuộc đời, tuy nhiên không ít phạm nhân không thể nuốt trôi bữa ăn thịnh soạn đó. Năm 1983, Edmund Zagorski đã bị đưa ra xét xử về tội giết người dã man, chịu mức án cao nhất là tử hình với thời gian thi hành án là 34 năm sau ngày tuyên án. Và ngày đó cũng đã đến. Vào thứ Năm vừa qua, ngày 1 tháng 11, ông lão Edmund, nay 63 tuổi, đã chính thức bị xử tử lúc 7 giờ 26 phút tối tại nhà tù bảo mật cao nhất Nashville, bang Tennessee của Mỹ. Thay vì chọn cách hành quyết bằng hình thức tiêm thuốc độc như bao tù nhân khác, Edmund lại quyết định chơi trội bằng cách một mực yêu cầu mình bị tử hình trên cái điện. Trước khi bản án được thi hành, Edmund vẫn có quyền được yêu cầu bữa ăn cuối cùng, một món tùy thích bất kể là sang trọng đắt tiền đến đâu. Không chọn tôm hùm hay vi cá, ăn kèm với rượu vang gì sắt, yêu cầu của tù nhân này chính ra lại khá đơn giản là đuôi lợn và giò lợn ngâm giấm. Người nhà của hai nạn nhân năm 1983 cũng đã được mời đến chứng kiến cảnh xử tử Edmund. Sau khi đánh chén no nê món đuôi lợn khoái khẩu của mình, ông thong thả bước vào phòng hành quyết, không quên nở nụ cười đầy thân mật với người nhà nạn nhân qua lớp cửa kính. Edmund được buộc đủ các loại dây đai vào người nhằm giữ chặt ông trên chiếc ghế tử thần kia, kèm theo một miếng bọt biển đẫm nước được đặt trên cái đầu hói để dòng điện dẫn truyền đến não nhanh hơn nữa. Tù nhân 63 tuổi cũng được cho nói một câu cuối trước lúc chết và một lần nữa ông lại gây sốc với lựa chọn của mình. Quẩy lên nào! Vừa dứt lời thì dòng điện 1750 V chạy thẳng qua người tên tử tù suốt 20 giây liên tiếp khiến tay chân ông đỏ ửng, người co giật liên hồi. Nhưng có vẻ như chừng đó vẫn chưa đủ để hạ gục Edmund. Luật sư của ông cho rằng người này vẫn còn thở trước khi phải qua đợt sốc điện thứ hai kéo dài trong 15 giây. Sau đợt này thì ông ngừng cử động hẳn. Đã có nhiều luồng ý kiến trái chiều xoay quanh cách xử tử của Edmund, trong khi nhiều người cho rằng việc sử dụng cái điện nên bị cấm vì đã quá lỗi thời và vô nhân tính, thì luật pháp bang Tennessee lại nói khác. Cụ thể là Edmund đã thực hiện hành vi giết người trước năm 1999 và vào lúc đó thì việc hành quyết trên cái điện vẫn được pháp luật bang này cho phép. Thêm nữa, đây cũng là yêu cầu trực tiếp của Edmund vì ông cho rằng cách này nhanh ra đi và bớt đau đớn hơn. Từ cuối những năm 90, hầu như nước Mỹ đã bỏ hình thức tử hình bằng ghế điện, trừ một số bang cho phép tử tù chọn lựa giữa tiêm thuốc độc và ghế điện. Trong số đó có bang Tennessee, nhất là đối với các vụ án diễn ra trước năm 1999. Tuy vậy, trong lịch sử bang này, từ năm 1999 đến nay cũng chỉ có hai trường hợp tử hình bằng ghế điện mà thôi. Một vụ vào năm 2007 và bản án của Edmund hôm nay là trường hợp thứ hai. Tại nhiều nước, hình phạt tử hình đã được bãi bỏ, tuy nhiên với quốc gia như Mỹ, bản án tử hình vẫn hợp pháp tại 31 bang. Trước ngày xử án, các tù nhân sẽ được ăn một bữa đặc biệt theo yêu cầu của họ. Nhiếp ảnh gia ẩm thực người Mỹ Henry Hargreaves là một người không ủng hộ phương pháp tử hình tù nhân. Tuy nhiên, là một người đam mê về nhiếp ảnh và muốn ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng của mỗi tù nhân, Henry đã đọc những tài liệu về bữa ăn cuối cùng của các nạn nhân và dựng lại bàn tiệc buồn thương để đem đến cho công chúng. Một cái nhìn thực tế về khoảnh khắc cuối cùng trong tù. Bạn không biết rằng họ sẽ được phục vụ với bát đĩa sành sứ hay bát nhựa hay phải ăn trên đùi hay ăn trên bàn gỗ v.v. Chính vì thế nên tôi muốn khám phá những bữa ăn cuối cùng của các tù nhân. Victor Feiguer, 28 tuổi tại bang Iowa của Mỹ, phạm tội bắt cóc và giết người. Hắn được tiêm thuốc tử hình vào năm 1963. Bữa ăn cuối cùng của hắn chỉ có một hạt đậu ô liu. John Wayne Gacy tại bang Illinois của Mỹ bị tuyên án tử hình với tội danh hiếp và giết 33 người. John bị tử hình bằng cách tiêm thuốc độc vào năm 1994. Bữa ăn cuối cùng của hắn là 12 con tôm chiên, một phần KFC, khoai tây chiên và dâu tây. Timothy McVeigh, 33 tuổi tại Indiana của Mỹ, với 168 tội danh giết người, hắn bị tiêm thuốc tử hình vào năm 2001. Bữa ăn cuối cùng của Timothy McVeigh là kem bạc hà và chocolate. Tiki Ray Rector tại bang Arkansas của Mỹ, hắn bị tiêm thuốc tử hình vào năm 1992. Bữa ăn cuối của hắn có thịt bò bít tết, gà rán, bánh quả hồ đào pecan. Earl Forrest, 66 tuổi tại bang Missouri của Mỹ, phạm 3 tội danh giết người và bị tử hình vào năm 2016. Bữa ăn cuối cùng của hắn có thịt bò bít tết, mì ý, trái cây, cà chua cắt lát, dưa chuột, bánh chocolate và sữa. Stephen Anderson, 49 tuổi tại nhà tù bang California của Mỹ, phạm tội giết người, vượt ngục, trộm cướp. Hắn bị tiêm thuốc tử hình vào năm 2002.
Bữa ăn cuối của Stephen có bánh sandwich phô mai hỗn hợp ngô kem, bánh đào, kem chocolate, củ cải đỏ. Ted Bundy, 43 tuổi, tại Florida của Mỹ, hắn bị tử hình trên ghế điện vào năm 1989 với 35 tội danh giết người hiếp dâm. Bữa ăn cuối cùng của Ted bao gồm bao bít tết tái vừa, trứng chín kỹ, bánh mì nướng bơ kỹ, bơ, sữa và nước cam. Oscar Ray Bolincia, 53 tuổi, tại Florida của Mỹ, bị tử hình vào năm 2016. Bữa tối cuối của hắn có thịt bò tái vừa, khoai tây bỏ lò với bơ và kem chua, salad, bánh mì tỏi nướng, bánh chanh và coca. Stephen Frederick Spear, 54 tuổi, tại Georgia, phạm tội giết người và bị tử hình vào năm 2016. Bữa tối cuối cùng của hắn là một chiếc bánh pizza lớn. Angel Nievesdia, 55 tuổi, tại Florida của Mỹ, phạm tội giết người, bắt cóc, cướp và bị tử hình năm 2006. Hắn không muốn có bữa tối cuối cùng và khước từ cả bữa ăn bình thường trong tù. Donny Lee Garner, 49 tuổi, tại bang Utah của Mỹ, phạm tội cướp bóc, giết người, bị tử hình năm 2010. Bữa tối cuối cùng của hắn có tôm hùm, bít tết, bánh táo, kem vanilla, vừa ăn vừa xem phim, chúa tể những chiếc nhẫn. Christopher Brooks, 43 tuổi, tại bang Alabama, bữa tối cuối cùng của hắn có hai chiếc bánh bơ đậu phộng và một lon nước Dr. Pepper. Brandon Jones, 72 tuổi, tại Georgia của Mỹ, phạm tội giết người và bị tử hình vào năm 2016. Hắn từ chối bữa ăn cuối cùng nên được ăn một bữa bình thường trong tù với thịt gà và cơm, củ cải, rau xanh, đậu trắng, bánh mì, v.v. Allen Lee Tinney Davis, 54 tuổi, tại nhà tù Florida của Mỹ, bị xử tử trên ghế điện vào năm 1999. Bữa tối cuối cùng của hắn có tôm hùm, khoai tây chiên, sò chiên, bánh mì bơ tỏi, bia. Teresa Lewis, 41 tuổi, đến từ Virginia của Mỹ, bị xử tử vào năm 2010. Bữa tối cuối cùng của hắn có cà rán, đậu và bơ, bánh táo. Gần một năm sau ngày tòa tuyên án tử đối với Bùi Trung Kiên, 31 tuổi, trú tại xóm Miều, xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình về hành vi giết người, cướp tài sản, hắn vẫn tỏ thái độ lạnh lùng, vô cảm như lần ra tay sát hại rất dã man tình giả của mình. Tội ác của hắn khiến trời không dung, đất không tha, một tia hy vọng hiếm hoi được sống cũng không thành. Hắn xác định được mức độ phạm tội của mình, nên trước tòa, hắn không đề nghị được giảm án tử. Ấy vậy mà khi gặp lại Kiên, thông báo cho hắn về gia đình, người thân, nhất là đứa con gái bé bỏng, hơn 3 tuổi liên tục gọi cha trong tuyệt vọng, khuôn mặt hắn thẫn thờ, giọt nước mắt lăn dài. Đến tháng 1 năm 2005, sau khi hoàn thành nghĩa vụ, với bản tính cần cù, chịu khó, đã qua môi trường quân ngũ nên Kiên sẵn sàng làm bất cứ việc gì để kiếm sống. Tuy nhiên, từ đây bắt đầu quá trình xuống cấp về đạo đức, lối sống của hắn một cách nghiêm trọng. Trong thời gian này, hắn có quan hệ xã hội khá phức tạp với nhiều đối tượng. Hắn đua đòi, chơi bời, giao du với nhiều phần tử xấu. Dần dần, hắn trở nên bất cần, lạnh lùng, vô cảm, thường có biểu hiện lén lút, khác lạ. Sau khi lập gia đình với cô gái ở xóm Miều, xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình, năm 2009, sinh hạ bé gái kháu khỉnh. Hắn làm nhân viên hợp đồng bảo vệ thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Gia Huy, được phân công bảo vệ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Những tưởng sau khi có cuộc sống ổn định, hắn chăm lo, vun vén gia đình. Nào ngờ, vẫn tính nào, tật nấy, hắn tiếp tục chơi bời, đua đòi. Thậm chí có quan hệ trai gái với một phụ nữ bán cà phê là Trần Thị Lan, 48 tuổi ở phường Thịnh Lan, thành phố Hòa Bình, hơn hắn 17 tuổi. Được tình già của mình chiều chuộng, hắn lén lút qua lại, bỏ mặc người vợ trẻ, con thơ mong ngóng. Hắn bỏ bẵng công việc, gia đình, đến khi hết tiền tiêu xài, hắn nghĩ mọi cách để có tiền, cho dù đó là người thân hay tình già của mình. Gần Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, do không có tiền, Kiên đã vờ mượn xe của anh Bạch Quốc Cường, là em rể bên vợ, sau đó mang đi cầm cố được 7 triệu đồng, tiêu xài hết. Đến khi anh Cường liên tục yêu cầu trả xe, trong cơn túng quẫn, Kiên nghĩ ngay tới tình già. Trong quá trình quan hệ, biết chị Lan có nhiều tài sản có giá trị. Một kế hoạch giết người, cướp tài sản táo bạo được Kiên vạch ra. Ngày 16 tháng 1 năm 2012, Kiên một mình đi xe buýt từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đến ngã tư trường cao đẳng nghề Sông Đà. Sau đó đi bộ đến quán của chị Lan. Nhận thấy chị Lan có một mình, quán vắng khách, Kiên và tình già của mình có quan hệ tình dục. Sau khi quan hệ xong, lợi dụng chị Lan sơ hở, Kiên bất ngờ sử dụng dao nhọn cắt cổ và chém nhiều nhát vào vùng gáy, hai cổ tay làm chị Lan chết ngay tại chỗ. Với bản chất máu lạnh,
Sau khi gây án, tên Kiên cuốn nạn nhân trong chiếc chăn, thu dọn đồ đạc trong gian phòng nhằm tạo hiện trường giả, đánh lạc hướng điều tra. Sau đó, hắn lấy 02 chỉ vàng, 01 điện thoại di động và chiếc xe máy SIM rồi bỏ trốn. Vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng diễn ra trong thời điểm nhạy cảm, khi nhân dân đã háo hức chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc. Chính vì vậy, vụ án mạng gây hoang mang, bức xúc, thu hút sự chú ý đặc biệt của đông đảo nhân dân trên địa bàn. Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình thành lập ban chuyên án, chỉ đạo các giám định viên phòng kỹ thuật hình sự tiến hành khám nghiệm hiện trường một cách tỉ mỉ, thận trọng, thu lượm các dấu vết, dù nhỏ nhất. Trên cơ sở đó xác định mối liên hệ giữa các dấu vết với quá trình phạm tội của đối tượng. Thông qua công tác nghiệp vụ, vận động nhân dân cung cấp thông tin, tố giác tội phạm, ban chuyên án có manh mối xác định nơi đối tượng tẩu tán tài sản. Ngay sau đó, các trinh sát có mặt tại địa bàn, vận động chủ cơ sở cầm đồ cung cấp thông tin về đối tượng là mặt định cầm cố tài sản. Người chủ cơ sở cầm đồ cho biết, buổi tối ngày 16 tháng 1 năm 2012, có một thanh niên lạ mặt, khoảng 30 tuổi, dáng người thấp, đậm, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Ngay lập tức, các trinh sát tiến hành phác họa chân dung đối tượng phạm tội, tiến hành rà soát, phân loại, xác định đối tượng nổi, đồng thời tổ chức các cuộc họp dân để nhân dân cung cấp thông tin, tố giác tội phạm. Nhất là mối quan hệ bất minh của Kiên với nạn nhân, cơ quan cảnh sát điều tra có cơ sở khẳng định Kiên chính là hung thủ gây án. Kiên trì xác minh, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án phát hiện hiện đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Dương. Ngay lập tức, tổ công tác Công an Hòa Bình gồm 4 đồng chí vượt hàng ngàn km có mặt tại tỉnh Bình Dương để truy bắt hung thủ. Tại đây, được sự hỗ trợ đắc lực của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Bình Dương, các trinh sát đã xác định được nơi ẩn náu của đối tượng. Cả đêm hôm đó, các anh không ngủ, luôn phải căng mắt để nắm thông tin, di biến động của đối tượng. Khoảng 12 giờ ngày 21 tháng 1, phát hiện một thanh niên nghi vấn đang ngồi uống nước tại quán cà phê thuộc khu vực ấp 3B, xã Thới Hòa, huyện Bến Cát. Các anh bí mật theo dõi, thấy người lạ mặt luôn mắt theo dõi. Người thanh niên có tật giật mình, khuôn mặt trở nên biến sắc. Xác định đây chính là tên Kiên, các anh hô to Kiên thì đối tượng bỏ chạy. Đúng lúc này, các tổ công tác lập tức lao vào, khống chế, bắt gọn đối tượng, đồng thời di lý hung thủ về Hòa Bình để giải quyết. Vụ án đã khép lại bằng mức án tử hình dành cho kẻ thủ ác. Trái ngược với hành động giết người không gê tay, ngày đầu bị bắt rồi bị tòa tuyên án tử, Kiên luôn nơm nớp sợ hãi. Từ một quân nhân được đào tạo, rèn rũa trong môi trường quân đội, Bùi Trung Kiên bỗng chốc trở thành kẻ sát nhân máu lạnh, giết người không gê tay. Vẫn biết tội ác của mình là không thể tha thứ, có gột rửa nhiều lần cũng không hết tội, song tuổi đời còn quá trẻ, tương lai rộng mở, hắn bỗng chốc đóng sập cánh cửa đời mình. Hắn chỉ còn nuôi hy vọng mong manh cuối cùng vào hai tờ đơn xin chủ tịch nước ân xá. Từng giây phút, hắn mong được thoát tội chết, dẫu trong thâm tâm biết rằng tội lỗi gây ra quá nặng. Ngắt quãng trong tiếng nấc nghẹn, Kiên ân hận thú nhận em tự làm khổ bản thân, có tội với gia đình. Đúng lúc con cần bố, vậy mà, rồi gục mặt xuống bàn day dứt. Khi chúng tôi thông báo gia đình vẫn khỏe mạnh, con gái Kiên gần 4 tuổi rồi, cháu ngoan, thỉnh thoảng vẫn nhắc tới bố rằng sao bố không về với con, nước mắt kẻ tử tù lăn dài. Kiên muốn được về với gia đình, ôm đứa con bé bỏng vào lòng, chăm sóc con như bao người bố khác. Giá như Kiên sớm nghĩ tới đứa con, nghĩ tới gia đình, chăm chỉ làm ăn, sống lương thiện. Mong ước giản đơn đó của hắn mãi mãi không thực hiện được bởi chỉ một điều hắn không thành tâm với chính mình. Bất đắc dĩ mới phải tước đoạt quyền sống một con người, trừ khi cái ác đó trời không dung, đất không tha và không thể phục thiện. Cũng một lần trở về với đất, nhưng hành trình ấy quá đớn đau. Khác hẳn vẻ lạnh lùng đến ghê rợn của tội đồ trên thương trường buôn ma túy, khi cái chết cận kề, những tử tù thật sự ăn năn sám hối, tự vấn lương tâm. Phân trại phó trại tạm giam Công an tỉnh Hòa Bình là người gần gũi, được giao quản lý phạm nhân phạm các tội đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có tử tù Bùi Trung Kiên. Anh Quý cho biết, mới đầu vào trại, Kiên lầm lì, ít nói, ngại giao tiếp với mọi người. Hắn thận trọng, cảnh giác, đối phó với cán bộ điều tra, quản giáo, các phạm nhân khác, có những biểu hiện tiêu cực như phát ngôn bất cần, bỏ bữa, già bệnh, khiến cán bộ quản chế mệt mỏi. Được cán bộ thường xuyên nhắc nhở, gần gũi, động viên thì hắn lập tức thay đổi quan điểm, cách sống tích cực hơn. Sự đời có vay, có trả, có tử tù đã chấp nhận ra đi, bởi chính họ biết rất rõ rằng
chỉ có cái chết mới khiến họ thanh thản, gột rửa hết tội ác tày trời. Hắn trở nên hòa nhã hơn với mọi người, chấp hành mọi quy định của trại, không có biểu hiện tiêu cực, bất mãn, suy sụp, tuyệt đối nghe lời cán bộ quản giáo, chấp hành nghiêm túc các quy định của trại, không chống đối la hét như những tử tù khác. Khi hắn bị tê cứng chân tay, hắn gào thét, gọi với cán bộ quản giáo. Ngay trong đêm, cán bộ quản giáo cùng với y tá đã có mặt tiêm thuốc giảm đau, tận tình chăm sóc, động viên. Không lâu sau hắn khỏi bệnh. Trong lúc khó khăn, cùng cực, hắn thường xuyên nhận được sự quan tâm, động viên của gia đình, người thân. Gia đình thường xuyên thăm gặp, hỏi han, động viên, thông báo tình hình gia đình để hắn yên tâm. Nhưng lúc này, hắn mới nhận thấy cuộc sống giá trị biết chừng nào. Những người ngược xuôi làm ăn ở cửa khẩu Thanh Thủy, Vị Xuyên, Hà Giang chẳng mấy ai không biết căn nhà của vợ chồng anh Đặng Thành Đông. Gia đình này vốn không phải là người gốc Hà Giang. Vợ chồng họ di cư từ tỉnh Phú Thọ lên đây làm ăn từ nhiều năm về trước. Căn nhà nằm ngay quốc lộ, xung quanh vắng vẻ, phía sau là bờ sông Lô, cỏ mọc tùm. Vợ chồng anh Đông có hai người con lớn đi làm ăn xa nên ở nhà chỉ còn có ba người, trong đó có cô con gái út mới 15 tuổi. Anh Đông kinh doanh đủ thứ, từ buôn bán sắt vụn, nông sản, tạp hóa cho đến cầm đồ cho vay lãi. Vì thế, việc người ra người vào tấp nập tại căn nhà này chẳng phải là điều gì lạ lẫm. Sáng sớm ngày 21 tháng 1 năm 2011, vài người dân buôn sắt vụn quen đi qua nhà anh Đông. Lúc này cánh cửa sắt khép hờ, mọi người cao giọng gọi nhưng không thấy ai lên tiếng. Nghĩ chắc gia đình anh Đông đi đâu đó, nhóm người buôn sắt lên đường tiếp tục công việc của mình. Đến chiều muộn, nhóm người này quay lại, cánh cửa nhà anh Đông vẫn khép hờ, dường như không có sự thay đổi so với buổi sáng. Đây là điều kỳ lạ với những người thường qua lại nhà anh Đông. Họ tiếp tục gọi to, nhưng đáp lại chỉ có sự im lặng đến đáng sợ. Trời nhập nhoạng dần, vài người trong nhóm lò dò tiến lại, lấy tay đẩy nhẹ cánh cửa sắt, nhìn vào bên trong. Một cảm giác lạnh gáy chạy dọc sống lưng họ. Bên trong căn nhà, đồ đạc dường như bị xới tung lên, xung quanh thì loang lổ vết máu và dầu luyên thải. Biết có chuyện chẳng lành, họ đã gọi điện báo cho chính quyền địa phương. Công an tỉnh Hà Giang đến hiện trường, khi bước vào nhà anh Đông, điều đầu tiên các trinh sát phát hiện là vết máu vương vãi khắp nơi. Dưới sàn nhà còn có những vệt dầu luyên chạy ngang chạy dọc. Căn nhà xáo trộn, đồ đạc bị lục tung nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng những người trong gia đình anh Đông. Các trinh sát lần xung quanh và phát hiện một vết máu dài kéo từ nhà ra nhà vệ sinh cách đó vài mét. Tuy vậy, ở điểm kết thúc, họ cũng không tìm được gì. Gần đó đợi khám nghiệm để ý tới chiếc giếng đào được xây miệng bao khá cao. Chiếc giếng cũ được che bởi một cái chảo lớn. Linh tính mách bảo, các trinh sát lật chiếc chảo trên miệng giếng lên và soi vào. Dưới đáy giếng lập lờ hai thi thể người. Sau khi trục vớt, cơ quan công an xác định hai nạn nhân là Dư Thị Yên, là vợ của anh Đông, và cháu Đặng Thị Huyền là con gái anh Đông. Cả hai người đều bị nhiều thương tích nặng nề trên cơ thể. Lúc này, một nhóm trinh sát khác vẫn tiếp tục lật tung từng ngọn cây bụi cỏ để tìm anh Đông. Xung quanh căn nhà dưới giếng đều không thấy. Khi đi về phía bờ sông Lô, các chiến sĩ phát hiện có một bao tải được giấu kỹ ở mép bờ. Bên trong bao tải ấy, họ tìm thấy thi thể cuối cùng trong gia đình xấu số này, đó là thi thể của anh Đông. Trước hiện trường, một vụ án đặc biệt nghiêm trọng như vậy, lãnh đạo công an tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo phải nhanh nhất điều tra và bắt giữ hung thủ. Hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ được điều động với quyết tâm cao nhất. Quá trình khám nghiệm, công an tỉnh Hà Giang nhận định đây là vụ án giết người để cướp tài sản. Tuy vậy, những dấu vết để lại tại hiện trường dường như là không cung cấp được gì nhiều cho lực lượng phá án về hướng tình nghi. Một cuộc sàng lọc lớn các đối tượng nằm trong diện quản lý được tiến hành. Nhiều câu hỏi được đặt ra với lực lượng phá án, hung thủ có thể là ai, là người qua đường hay đối tượng có quan hệ với nạn nhân. Quay trở lại hiện trường vụ án, cơ quan công an xác định cả ba người trong gia đình anh Đông đều bị sát hại rất dã man. Tại hiện trường, công an đã phát hiện nhiều dấu giày đè lên vệt dầu luyên. Khi so sánh, đã nhận thấy những vết giày này khác loại, khác kích cỡ, từ đó lực lượng phá án đã nhận định hung thủ phải có ít nhất hai người. Vào thời điểm này, việc tiến hành sàng lọc các đối tượng nằm trong diện quản lý nghiệp vụ của cơ quan công an được thực hiện nhưng không thu được kết quả như mong muốn. Nơi xảy ra vụ án giáp với cửa khẩu Thanh Thủy, đây là địa bàn phức tạp, nhất là vào thời điểm giáp Tết có lưu lượng người qua lại làm ăn rất đông. Quá trình xác minh cho thấy, vợ chồng anh Đông kinh doanh đa dạng, trong đó có cả cho vay lãi cầm đồ, khách hàng chủ yếu của anh này là những người sinh sống lân cận. Tuy vậy, trong cuộc sống hay làm ăn, vợ chồng anh Đông không hề phát sinh mâu thuẫn với bất cứ ai.
Việc xác định động cơ của vụ án là để cướp tài sản đã mở ra hướng điều tra tập trung vào các đối tượng lêu lỏng, tài chính bất minh. Vào thời điểm các trinh sát đang tỏa đi nhiều hướng để xác minh thì lực lượng phá án nhận được một thông tin quý báu. Vào ngày 20 tháng 1, một đối tượng lạ mặt xuất hiện gần khu vực xảy ra vụ án. Theo như miêu tả, thanh niên này có dáng vẻ giống với Nguyễn Văn Nội, 19 tuổi, trú tại Hà Giang. Cùng lúc đó, một thông tin khác báo về, đêm ngày 20 tháng 1, có một chiếc xe taxi đón vị khách trẻ từ địa bàn xã Phương Độ, thành phố Hà Giang đi bến xe Hà Giang. Tiếp tục xác minh, anh lái xe taxi cho biết nam thanh niên trên có một tập tiền với nhiều loại mệnh giá, miêu tả hình dáng thì trùng khớp với đối tượng Nội. Ngay lập tức, một mũi trinh sát tiến hành tiếp cận gia đình nghi phạm này. Lúc này, Nội trở thành nghi phạm số 1. Bản thân tên này là đối tượng lêu lỏng ham chơi và có quan hệ với gia đình nạn nhân. Sau khi xảy ra vụ án, Nội có dấu hiệu bất minh về tài chính. Khi các trinh sát tiếp cận nhà Nội thì được biết đối tượng đã bỏ đi đâu không rõ. Qua xác minh, lực lượng phá án biết Nội đã đi Hà Nội và đang ở một khu trọ với vài người bạn cùng quê Hà Giang. Một tổ công tác lập tức lên đường, nhưng khi đến nơi thì Nội đã di chuyển đi chỗ khác. Sau nhiều giờ tìm kiếm không có kết quả, tổ công tác quyết định rút về Hà Giang. Chỉ ít giờ sau, thông tin báo về Nội đang trên đường quay lại Hà Giang, kế hoạch đón lõng đối tượng được triển khai. Khi Nội vừa xuất hiện, liền bị các trinh sát quật ngã, áp giải về trụ sở công an. Tại đây, Nội đã thừa nhận hành vi tội ác của mình với gia đình anh Đông. Nội khai nhận có đồng phạm là Nguyễn Văn Đế, sinh năm 1986 ở Hà Giang. Nguyễn Văn Đế là đối tượng ham chơi từ nhỏ, hắn chỉ học hết lớp 2 và nổi tiếng về tính cách ngang tàng. Lớn một chút, Đế thường xuyên đi bụi hết tỉnh này đến tỉnh khác. Chính vì lối sống buông thả như vậy nên Đế đã có tới 2 tiền án. Vào thời điểm các trinh sát đến nhà Đế, đối tượng cũng đã bỏ đi. Các trinh sát phát hiện trong chậu quần áo đang ngâm còn một chiếc áo có nhiều vết máu mờ. Với quyết tâm phải bắt bằng được Đế trong thời gian sớm nhất, Công an tỉnh Hà Giang huy động lực lượng lớn tỏa đi khắp nơi truy tìm dấu vết tên tội phạm máu lạnh này. Đến tối ngày 25 tháng 1 năm 2011, nhận được tin báo Đế đang trốn trong một nhà sản ở xã biên giới Phong Quang, các trinh sát đã siết vòng vây. Phát hiện bị động, Đế nhảy xuống vườn ngô định tẩu thoát. Tuy nhiên, cả đã không thành công và bị bắt ngay sau đó. Đế và Nội bị bắt chỉ sau gần 5 ngày gây án, hai gã thanh niên khai nhận tội ác của mình khiến ai nghe cũng phải rùng mình. Theo đó, do cần tiền chi tiêu, Đế nhiều lần bàn với Nội đi giết người để cướp tài sản. Ngày 20 tháng 1 năm 2011, chúng thống nhất chọn gia đình anh Đông để gây án vì biết nhà anh này có nhiều tài sản. Chập tối ngày 20 tháng 1, Đế và Nội tìm đến nhà anh Đông. Tại đây, chúng mượn xe máy của anh này, nói là đi có công việc. Đến 1 giờ ngày 21 tháng 1, hai đối tượng quay lại trả xe. Chúng bảo với anh Đông có nguồn gỗ cần bán để dụ nạn nhân ra bờ sông Lô. Vốn quen biết đối tượng từ trước, anh Đông không hề nghi ngờ và đi theo chúng. Tại bờ sông, hai đối tượng ra tay sát hại dã man anh Đông rồi nhét xác vào bao tải giấu để phi tang. Đế quay lại nhà, gọi chị Yên ra đầu nhà và xuống tay sát hại. Lúc này, nghe tiếng mẹ kêu cứu, cháu Huyền đang ngủ trong nhà bật dậy mà không kịp chạy trốn. Đế và Nội bịt mặt đi vào, bắt trói cháu bé ra rồi lôi ra sân tra khảo mã két sắt. Không đạt được mục đích, chúng xuống tay sát hại luôn cháu bé xấu số. Để phi tang, hai đối tượng ném xác hai mẹ con chị Yên xuống giếng gần đó, rồi lấy chiếc chảo đậy nắp giếng lại. Lấy được một số đồ đạc, hai đối tượng dùng dầu luyên đổ vào các vết máu với ý định xóa dấu vết hiện trường rồi bỏ đi. Liên quan đến vụ án, vào sáng ngày 27 tháng 8 năm 2013, tại sân vận động Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang đã mở phiên tòa lưu động sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Đế và Nguyễn Văn Nội. Trước vành móng ngựa, Nguyễn Văn Đế và Nguyễn Văn Nội đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng đã nêu. Căn cứ vào cáo trạng cũng như vào chứng cứ mà các bị cáo khai nhận tại phiên tòa, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Nguyễn Văn Đế tử hình về tội giết người, 9 năm tù về tội hiếp dâm, 6 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hình phạt chung là tử hình. Tên Nguyễn Văn Nội tử hình về tội giết người, 8 năm tù về tội hiếp dâm, 5 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Ngoài ra, hai tên Đế và Nội phải bồi thường cho gia đình bị hại tổng số tiền là 210 triệu 600 ngàn đồng. Sau khi phải lên bàn tiêm thuốc độc, tử tù Nguyễn Toàn đã được Công an tỉnh Thừa Thiên Huế lo mồ yên mà đẹp. Nhưng một cán bộ Tòa án Nhân dân tỉnh là thành viên của Hội đồng thi hành án, người trực tiếp hai lần gặp gỡ trao đổi, thuyết phục vợ tử tù nhận xác về mai táng, vẫn còn nguyên cảm xúc khó tả.
Một tháng trước ngày thi hành án, tôi có nhiệm vụ gặp gỡ làm việc với người thân tử tù để hỏi họ có nhận xác Toàn không. Trong lòng tôi là cảm xúc bị xáo trộn. Bởi lẽ, dù Toàn là người phải đền tội, nhưng hỏi vợ anh ta có nhận xác chồng khi người chồng đang sống là một việc hết sức khó khăn nghiệt ngã. Người vợ tội nghiệp sẽ phải đối diện với thực tế cay đắng đó như thế nào? Tại Ủy ban Nhân dân phường Thủy Châu, ngồi trước người vợ gầy gò khắc khổ là vợ của bị án Nguyễn Toàn, tôi phải nhẹ nhàng loanh quanh, làm công tác tư tưởng cho chị ấy mãi mới đi đến vấn đề chính, cán bộ này thổ lộ. Theo quan sát của ông, mặt người phụ nữ khốn khổ trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, dường như có những cuộc đấu tranh cam go trong tình cảm và lý trí của chị. Nhưng cuối cùng, sau cả hai lần được thuyết phục, người phụ nữ này cho rằng hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên từ chối nhận xác chồng. Buổi trưa chiều cuối năm, nắng nhàn nhạt, phải đi qua rất nhiều khúc quanh nhỏ, qua cả bãi tha ma mới đến được ngôi nhà của vợ tử tù. Ngôi nhà bé xíu lụp sụp, rách nát, 3 năm trước khi Toàn gây ra vụ án chấn động dư luận, sát hại cùng lúc hai người đàn bà. Ngôi nhà ấy nay không còn ở được nữa. Trên miếng đất chưa có sổ đỏ, chính quyền địa phương hai lần hỗ trợ, giúp đỡ gia đình xây được căn nhà mới. Không biết do những bức tường chưa có tiền tô chét và cánh cửa tạm bợ, hay vì những nét mặt ảm đạm của vợ con Toàn mà không khí ngôi nhà u ám thê lương, dù sắc nắng xuân đã hửng lên ngoài trời. Nước mắt nhạt nhòa, người vợ tâm sự. Tôi xấu số gặp chúng bến nước quá đục, nhưng đã là vợ chồng thì sao mà dứt tình dứt nghĩa được. Một mình tôi nuôi 3 đứa con ăn học. Gia tài của cả nhà chỉ có chiếc xe đạp rách, hàng ngày tôi đi mua ve chai đồng nát để bán. Bản thân tôi áo quần cũng chỉ đi xin đồ thải của người ta để mặc, cơm thì bữa sau bữa mắm, bữa đói nhiều hơn bữa no. Con gái đầu của tôi nay đang học đại học y khoa cũng chẳng có nổi cái xe mà đi, hàng ngày phải đi về bằng xe buýt. Buổi trưa, cháu tìm một gốc cây trong khuôn viên trường, ăn phần cơm đạm bạc mang theo từ nhà. Con gái thứ hai của tôi đang học lớp 11 cũng học rất giỏi. Cháu có mơ ước được như chị thi vào đại học y khoa. Nhưng tôi chỉ sợ mình không gồng lên nổi để lo cho con, sợ con phải bỏ học giữa chừng. Đứa út học lớp 4, giỏi không kém hai chị, nhưng tương lai của các cháu không biết sẽ ra sao khi đến một ngày mẹ chúng nó không còn gánh nổi. Người phụ nữ hình hài tàn tạ bưng mặt, đau khổ tiếp lời. Khổ cực như thế, chạy ăn từng bữa như thế, lấy đâu ra tiền mà lo chôn cất chồng. Ngày như hôm nay là dỗ ba tôi mà tôi đâu có tiền đi xe về quê ở Quảng Trị được. Thương chồng lắm chứ, nhưng tôi đánh bất lực, phải nhờ nhà nước lo liệu giúp thôi. Hôm nay, tin chồng tôi đã được chôn cất tại Nghĩa Trang phía Bắc, thành phố Huế. Tôi gắng lo chút hương hoa cùng con gái đầu lên tìm mộ, làm lễ mở cửa mà cho chồng. Nhà không có xe máy, cũng không có tiền đi xe thổ, may đưa cháu chở hai mẹ con bằng xe máy. Giữa đường, gặp cảnh sát giao thông, biết mình vi phạm luật, con gái tôi xuống xe. Chắc thấy mặt mũi mấy mẹ con tội nghiệp không phải là người cố tình vi phạm nên họ linh động tha cho. Tôi như càng được an ủi và cảm động hơn. Khi tại nấm mồ, tôi gặp cán bộ công an đưa hương hoa đến thăm. Như có dịp để trải những cơ cực trong lòng, chị tâm sự. Giận thì giận, nhưng tôi vẫn thương chồng, các con tôi vẫn thương cha. Mấy năm chồng tôi ở trong trại tạm giam, phải mấy tháng tôi và con mới đến thăm được một lần. Không có tiền nên cũng chẳng mua được thức ăn gửi vô, chỉ động viên chồng về tinh thần. Cha chồng tôi thì mất lâu rồi, chỉ còn mẹ già. Mỗi lần tôi vô thăm, chồng lại hỏi han sức khỏe mẹ. Lần thăm cuối cùng là một tháng trước ngày phải tiêm thuốc độc, chồng tôi cũng bảo tôi cho anh gửi lời thăm mẹ. Anh Toàn đâu có biết, sau sự việc anh gây ra, mẹ đã buồn phiền mà mất mấy năm nay rồi. Có điều tôi không nỡ nói, sợ chồng càng tuyệt vọng thêm. Chị ngồi gục mặt thật lâu, dường như là cố nén những cảm xúc thương thân, thương mẹ chồng tội nghiệp và người chồng tội lỗi. Kể từ khi Toàn bị bắt, dù chưa cách trở âm dương, nhưng cũng là lúc mẹ con ly biệt. Đến lúc chết, mẹ vẫn không được gặp mặt con một lần. Lúc sau, chị ngước ánh mắt ủ rũ hỏi, không biết chồng tôi có ăn bữa cơm cuối cùng mà nhà nước lo cho không? Biết chồng không ăn nổi, bữa cơm cuối cùng, Toàn không hề đụng đũa, ánh mắt người vợ bạc phận, đờ đẫn. Chúng tôi kể lại câu chuyện nghe được hôm Nguyễn Toàn dừng chân tại trại tạm giam công an tỉnh Nghệ An. Chiều hôm đó, biết nơi đây có nhà tiêm thuốc độc, Toàn lờ mờ đoán rằng đây là chuyến đi cuối cùng của cuộc đời. Lại biết trong trại tạm giam này cũng có một tù nhân quê Thừa Thiên Huế mang án tử hình vì phạm tội mua bán ma túy. Suốt đêm họ không ngủ, bắt chuyện để nói những lời động viên nhau. Buổi sáng ngày 30 tháng 12 năm 2013, trước khi ra khỏi khu vực giam giữ, đến phòng làm thủ tục,
lên bàn tiêm thuốc độc, Toàn xin phép được đứng ngoài chào vọng vào phòng giam tử tù đồng hương với mình và chấp nhận thỉnh cầu cuối cùng của Nguyễn Toàn, một quản giáo trại tạm giam công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Người 3 năm qua đã gần gũi động viên Toàn sống tốt những ngày còn lại, đã chủ động đưa tay ra, thực hiện một cái ôm siết chặt, đem đến cho Toàn chút tình người ấm áp, điểm tựa tinh thần trước lúc bị thi hành án tử. Người vợ tử tù dường như phần nào được an ủi. Chị tâm sự, vì hoàn cảnh quá khó khăn ngặt nghèo, chị phải từ chối nhận xác chồng. Nhưng trong giây phút cuối giờ trước giờ đền tội, người chồng tội lỗi ấy vẫn nhận được tình người ấm áp. Vậy là chị có đôi chút yên lòng. Ai làm sai thì người đó phải trả giá trước pháp luật, nhưng người thân ruột thịt thì không bao giờ bỏ nhau. Con gái lớn của tôi nói, chờ nó học xong kiếm được việc làm, sẽ xin chuyển mộ cha về nghĩa trang gần nhà để tiện gần gũi, đi lại chăm nom mộ phần, người vợ nói. Từ cuối tháng 2 năm 2010, chị Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1964, ngụ xã Tân Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, về quê chăm sóc bố bị bệnh nặng ở khu phố Phù Nam 2, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Do có mối quan hệ họ hàng nên trong khoảng thời gian này, Nguyễn Toàn, sinh năm 1971, thường xuyên tiếp xúc với chị Hiền. Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 15 tháng 5 năm 2010, Toàn biết chị Hiền có đeo một số nữ trang trên người nên tìm cách chiếm đoạt, gọi điện thoại di động cho chị Hiền, hẹn tối đi uống cà phê. Chị Hiền đồng ý và rủ thêm cháu Dương Thị Thúy, sinh ngày 10 tháng 2 năm 1993, là người cùng địa phương đi cùng. Khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, Toàn dùng xe đạp chở chị Hiền và cháu Thúy đi ra bờ sông Đại Giang, sát hại cả hai người, cướp tài sản, dìm xác xuống sông. Ngày 23 tháng 8 năm 2010, Toàn bị tuyên phạt mức án tử hình. Con đường đến cái chết của Nguyễn Toàn có lẽ là lận đận bậc nhất lịch sử thi hành án Việt Nam. 3 năm nằm trong trại giam chờ thi hành án, Thừa Thiên Huế chưa có phòng tiêm thuốc độc nên phải nhờ tỉnh Nghệ An. Toàn có vợ và 3 người con. Vợ Toàn dứt khoát từ chối, không nhận xác chồng vì cho rằng gia đình quá khó khăn. Tỉnh Nghệ An cũng không chấp nhận cho chôn xác tử tù. Nên sau khi thi hành xong, công an đưa xác tử tù quay lại Huế để chôn cất. Nghĩa tử là nghĩa tận, nên sau khi thi hành án và khâm liệm tử tù chu đáo, cán bộ chiến sĩ phải thực hiện hành trình vượt 400 km trở về Huế, không được phép ngừng nghỉ để kịp mai táng cho Toàn mẫu yên mà đẹp ngay trong buổi chiều ngày hôm đó. Từ 10 giờ đến 16 giờ ngày 30 tháng 12 năm 2013, trên quốc lộ 1A có một đám tang rất đặc biệt. Ba chiếc xe của công an đi ra từ nhà thi hành án trại tạm giam công an tỉnh Nghệ An. Trong đó, một xe chở thi thể Nguyễn Toàn chạy gấp rút vào hướng phía Nam làm lễ tang cho Toàn ở nghĩa trang thành phố Huế. Tấm bia trên mộ Toàn trắng trơn, không một dòng chữ. Từ nhà tử tù Nguyễn Toàn đến nhà bà ngoại nạn nhân Dương Thị Thúy không cách bao xa. Căn nhà bé xíu tồi tàn với những bức tường xây bằng bờ lô chưa bao giờ được tô chét, càng chóc lở ẩm mốc bởi thời gian. Sau góc bếp, bà Nguyễn Thị Chấp, 75 tuổi, là bà ngoại của nạn nhân, đang cùng con gái là chị Dương Thị Bé, 44 tuổi, là mẹ của nạn nhân, cắm cúi, lau từng tàu lá chuối, dùng để gói bánh bột lọc, bán buổi chiều. Nhắc đến chuyện đứa cháu xấu số, bà Chấp đau đớn, co rúm mặt và bật khóc. Thấy mẹ khóc, chị Bé phân trần. Tôi chỉ có công đẻ, còn mẹ tôi mới là người nuôi dưỡng cháu Thúy từ lúc còn ấp ngửa. 17 năm thương yêu chăm sóc, cuộc đời thiếu nữ đang độ mơn mởn, bỗng dưng chết một cách quá oan ức như thế. Bà lão không thể nào nguôi quên nỗi đau, nỗi thương xót cháu được. Từ khi cháu ngoại bị sát hại, bà lão ngày càng gầy mòn, sức khỏe yếu đi nhiều, sống leo lét từng ngày. Bà Chấp gầy gò nhỏ thó, mái tóc bạc phơ và nét mặt khắc khổ queo quắt. Bà lão lặng đi rất lâu rồi mới cất nổi lời hồi tưởng về đứa cháu xấu số tội nghiệp. Số phận thôn nữ này thiệt thòi bất hạnh từ lúc còn là bào thai nằm trong bụng mẹ. Mẹ Thúy chót có thai với người đàn ông mà chị thương yêu, nhưng người này chốt ngựa truy phong, chối bỏ luôn giọt máu của mình. Không có đám cưới nào, Thúy được sinh ra là đứa trẻ không cha. Chẳng bao lâu, mẹ Thúy lấy chồng, đi theo chồng, Thúy ở lại với bà ngoại. Bà làm bánh bán rong ở miền quê nghèo, mấy đồng tiền lẻ kiếm được chật vật, bà cháu cực khổ, cơm nắm cơm muối nuôi nhau. Thôn nữ, thiếu sự chở che của cha mẹ, thiếu thốn đủ thứ trên đời, tính tình thì nhút nhát, hay sợ điều này điều kia. Hôm bị giết, Thúy đang ở nhà tôi thì chồng tôi đuổi con bé về nhà bà ngoại. Bà không có ở nhà, trời tối, Thúy sợ mới đi theo chị Hiền. Mục đích của Toàn là dù chị Hiền đi chơi là để giết chị Hiền, cướp nữ trang. Còn tôi lỡ đi theo rồi, Toàn sợ lộ chuyện nên mới giết luôn. Con Thúy nó chết oan như vậy đó. Đêm đó con không về, tôi và mẹ hốt hoảng vừa la khóc chạy dọc sông tìm nhưng vẫn bạt tăm. Đến lúc xác chị Hiền nổi lên, Toàn bị bắt,
gia đình tôi mới biết rõ cơ sự. Vậy mà chị Hiền được chôn cất mấy ngày rồi, xác con tôi vẫn chưa tìm được. Đến ngày mở cửa mả, tức là 3 ngày sau khi mai táng chị Hiền, thì người ta đi vớt bèo mới vô tình đụng xác con tôi. Người mẹ đau đớn nhớ lại. Bà ngoại Thúy lặng lẽ đến bên bàn thờ đứa cháu xấu số. Trong di ảnh là cô gái xinh xắn, đang ở độ tuổi xuân phơi phới. Nhìn vẻ mặt tươi rói của cháu, nước mắt bà lão lại rơi. Vừa rồi, tôi hay tin Toàn mới thi hành bản án tử hình đền tội. Giờ thì kẻ giết cháu tôi cũng phải chết bởi hình phạt của pháp luật. Nhưng biết tin này, tôi cũng chẳng thấy nhẹ lòng chút nào vì cháu tôi cũng không thể sống lại được nữa, bà lão kể. Sau khi Toàn gây án rồi bị bắt, bị xử tử hình, thỉnh thoảng vợ Toàn có qua thăm đưa cho bà lão mấy lon gạo. Một vài lần bà bảo đừng đưa qua nữa vì mấy mẹ con bên đó cũng khổ. Từ ngôi nhà bé xíu cũ nát của bà ngoại Thúy sang nghĩa địa chỉ vài trăm mét, mẹ Thúy bỏ giờ công việc, rút trên bàn thờ nắm hương, cắm cúi dẫn khách ra chỗ con nằm. Băng qua những bụi cỏ dại ken dày lối đi, qua những ngôi mộ nằm lộn xộn không hàng lối trong nghĩa địa, mẹ Thúy ngồi thụp xuống cạnh ngôi mộ chỉ xây được bao quanh đơn sơ và nghẹn ngào nói: "Nghèo quá nên gia đình tôi không thể xây cho con ngôi mộ đàng hoàng. Thường xuyên ra thăm nhổ cỏ mà cỏ dại vẫn chen lên mọc. Tìm ẩn nhổ từng chân cỏ trên mộ con", mẹ Thúy thẳng thốt. Nhiều lần những người sống gần bờ sông nơi con tôi bị kẻ ác dìm chết kể rằng họ nằm mơ thấy Thúy về khóc nói: "Cho cháu xin bộ áo quần, cháu không lên được, ở dưới này lạnh quá." Tôi không tin vì cho rằng điều đó là hoang đường. Nhưng tôi và mẹ tôi như đứt từng khúc ruột khi nghĩ đến cảnh con chết thảm rồi phải nằm lạnh lẽo dưới lòng sông cả tuần lễ mới tìm thấy xác. Trong sâu thẳm, tôi và mẹ cũng cầu mong Thúy về báo mộng để lại lần nữa được thấy con, thấy cháu, dù chỉ là trong giấc mơ và âm dương cách biệt. Tuy nhiên, những gì còn lại của các nạn nhân đã khuất chỉ là tấm di ảnh và nấm mồ câm lặng. Mộ của nạn nhân Hiền cách nơi Thúy nằm không xa. Những chân hương bằng phách chứng tỏ đã từ lâu không có người viếng thăm. Mẹ mất sớm, Hiền chỉ có cha và mẹ kế. Hiền vào Gia Lai làm ăn sinh sống, năm đó về quê là để chăm cha đang bị bệnh thì gặp nạn. Cô ấy thiệt mạng một thời gian thì người cha cũng sớm ra đi. Có lẽ vì bệnh tật lại thêm nỗi đau mất con nên cha Hiền không chịu đựng nổi. Bây giờ nhà chỉ còn người chú, việc hương khói có lẽ cũng do người bà con này lo liệu. Mẹ Thúy ngậm ngùi khi kể về người hàng xóm xấu số cùng chết thảm với đứa con gái của mình. Người mẹ đứng lặng thật lâu trước mộ con, rồi mấy năm sau có thể hài cốt của Nguyễn Toàn cũng được gia đình đưa về nơi đây. Hung thủ và người bị hại, tất cả họ chỉ còn là xương cốt dưới những nấm mồ câm lặng cạnh nhau. Riêng những day dứt, những nỗi đau xé lòng của người ở lại là còn mãi. Đến giờ thi hành án, những người trong hội đồng thi hành án tử hình cũng có mặt, bao gồm cán bộ trại tạm giam, đại diện công an, tòa án, kiểm sát, chính quyền địa phương, cán bộ kỹ thuật hình sự, vân vân. Tại đây họ đều tỏ ra rất tỉnh táo, nhưng áp lực về việc thi hành án thì chỉ có họ mới hiểu rõ. Khi bị án Trương Ngọc Điệp, 30 tuổi, nhà ở Ba Vì, Hà Nội, là tội phạm bị tuyên án tử hình về tội giết người và cướp tài sản, bị giải từ Sa Lim ra khu vực làm việc của hội đồng thi hành án, vẻ mặt của Điệp đầy vẻ lo âu. Bước chân của tử tù cũng nặng dần lên từng bước khi y biết sắp đến giờ phải đền tội cho những tội ác đã gây ra. Sau khi làm thủ tục tại phòng thi hành án, tử tù Trương Ngọc Điệp được ăn bữa cuối cùng trước khi đến giờ xử tử. Trước mặt tử tù là một bát phở, một bao thuốc, một tờ giấy nhỏ để y viết thư về cho người thân. Thế nhưng Điệp không ăn, chỉ ngồi hút thuốc. Nhiều lúc, hắn cầm bút tính viết nhưng lại thôi. Hắn cứ thấy im lặng cho đến khi bị áp giải ra pháp trường. Khi đến pháp trường, Điệp khựu xuống nên hai chiến sĩ xốc nách áp giải. Tại đây, tử tù bị cột chặt và cọc tre bằng những sợi dây thừng chắc chắn, hai mắt bịt băng đen, rồi đội xạ thủ gồm 6 người dàn hàng ngang phía trước, cách tử tù vài mét. Sau tiếng hô đanh gọn của người đội trưởng, những phát đạn vang lên. Gần 4 năm kể từ ngày gây ra tội ác không thể dung thứ, cuối buổi chiều ngày 22 tháng 7 năm 2014, tại khu vực thi hành án tử hình ở trại tạm giam số 1 Công an thành phố Hà Nội, tử tù Nguyễn Đức Nghĩa, 30 tuổi, quê ở quận Kiến An, Hải Phòng, đã bị thi hành án bằng hình thức tiêm thuốc độc. Một cái kết sự trả giá xứng đáng đối với sát thủ từng gây xôn xao dư luận. Ám ảnh với nhiều người về Nguyễn Đức Nghĩa, từ lúc đối tượng này bị bắt và dẫn giải về trụ sở Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội số 7 Thiền Quang, đêm ngày 18 tháng 5 năm 2010, đến khi ra trước vành móng ngựa, thậm chí trước giờ thi hành án, là sự lạnh lùng toát ra từ gương mặt, đôi mắt và thái độ.
Có lẽ lần duy nhất Nghĩa khóc trước tòa là khi nghe nói đến sự ra đi vĩnh viễn của bố anh ta trong vụ tai nạn giao thông gần nửa năm sau ngày Nghĩa gây ra tội ác. 17 giờ ngày 22 tháng 7 năm 2014, Nguyễn Đức Nghĩa cùng hai tử tù khác gồm Vũ Tuấn Linh, sinh năm 1981, trú tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, hung thủ gây ra vụ án mạng tại một nhà nghỉ ở quận Tây Hồ hồi năm 2009. Và Vi Văn Nhượng, sinh năm 1989, quê quán ở Quan Hóa, Thanh Hóa, là hung thủ sát hại chủ quán phở ở quận Hai Bà Trưng hồi năm 2010, đã bị Hội đồng thi hành án tử hình thành phố Hà Nội thi hành bản án tử hình. Vũ Tuấn Linh đi trước, kế đó là sát thủ mặt lạnh Nguyễn Đức Nghĩa. Một thành viên trong Hội đồng thi hành án tử hình thành phố Hà Nội kể rằng, trong ba bị án, Nguyễn Đức Nghĩa có vẻ ngoài chấp nhận và bình tĩnh nhất. Điều này có thể được lý giải do Nghĩa đã ý thức được điều gì phải đến sẽ đến, xứng với tội ác mà anh ta gây ra. Một tuần trước ngày đi, Nghĩa lờ mờ biết được điều đó. Sát thủ có biểu hiện tuyệt thực và có những hành động tự tìm tới cái chết. Tuy nhiên, do nắm bắt tâm lý tội phạm cùng các biện pháp nghiệp vụ, ban giám thị và cán bộ quản giáo của trại tạm giam số 1 đã liên tục bám sát khuyên nhủ, động viên để Nghĩa trở lại nhịp sống bình thường của hơn 4 năm sau chấn song sắt. Buổi chiều ngày 22 tháng 7, trên đường dẫn giải đến khu vực thi hành án, Nghĩa gặp và lễ phép chào một đồng chí trong ban giám thị. Chào ban, con đi. Những thủ tục cần thiết đối với bị án tử hình được thực hiện đúng theo quy định. Suốt quá trình ấy, Nguyễn Đức Nghĩa nói chuyện với mọi người xung quanh khá to, thậm chí có lúc còn khẽ cười. Sát thủ mặt lạnh, không sợ chết ư, không hoàn toàn là như vậy, anh ta ý thức được điều phải đến, nhưng vẫn không tránh được sự sợ hãi. Khi tiến hành kiểm tra các chỉ số sức khỏe của Nghĩa trước khi đưa vào phòng tiêm, màn hình monitor thể hiện mạch của anh ta tăng vọt lên hơn 100 lần một phút. Và sau nhiều phút động viên, chỉ số mạch của tử tù mới trở lại bình thường. Như nhiều tử tù khác trước khi đi, Nguyễn Đức Nghĩa được viết những lời cuối cùng nhắn gửi tới người thân. Trong ba tử tù bị thi hành án vào chiều ngày 22 tháng 7, bức thư của Nghĩa ngắn gọn nhất. Có lẽ anh ta không muốn người thân của mình ở lại phải suy nghĩ về một đứa con bất hiếu. Bức thư được Nghĩa viết và kết thúc ngay trước lúc đi. Mẹ, anh, các chị và các con thân yêu. Vậy là sau hơn 4 năm dài chờ đợi, cuối cùng cũng đến ngày con được trở về bên gia đình. Mọi người hãy mừng cho con nhé. Con yêu mẹ, anh chị và các con vô cùng. Con của mẹ, Nguyễn Đức Nghĩa, 17 giờ 30 phút ngày 22 tháng 7 năm 2014. Phải chăng sự bình thản lạnh lùng của Nguyễn Đức Nghĩa từ lúc bị bắt cho đến trước khi bị thi hành án, do anh ta đã quá ám ảnh và biết rằng sự trả giá bằng mạng sống là điều không tránh khỏi. Cái chết đối với Nghĩa sẽ tốt hơn sự sống trong toàn những ám ảnh nặng nề. Tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 14 tháng 7 năm 2010, Nguyễn Đức Nghĩa xin được chịu hình phạt tương xứng tội ác gây ra. Nhưng sau đó, Nghĩa đã kháng cáo bản án tử hình của phiên tòa sơ thẩm. Có lẽ, một trong những nhân tố tác động đến sự thay đổi suy nghĩ của sát thủ là bố của anh ta. Người bố tội nghiệp bất hạnh ấy, khi biết tâm lý xin chết của đứa con trai, đã viết bức thư gửi Nghĩa như một lời sám hối cho kẻ đã gây ra tội ác khó dung. Thư có đoạn: Nghĩa con, nếu cuộc sống của con phải khép lại thì bố mẹ và người thân sẽ tha thứ cho con. Mong con thực sự sám hối, bố mong con phạm tội đến đâu thì nhận đến đó và nhận đúng theo động cơ và kết quả hành động của mình. Nếu phải chết, cũng phải chết một cách minh bạch. Bố vẫn muốn nhắc lại, mong con thực sự thành tâm sám hối. Quy luật nhân quả, Nguyễn Đức Nghĩa phải gánh chịu, nhưng xót xa thay, người thân của anh ta dường như cũng bị liên lụy. Bố Nghĩa mất vì tai nạn giao thông gần nửa năm sau ngày con trai gây án. Mẹ Nguyễn Đức Nghĩa rời Hải Phòng đi sống cùng con gái, một năm vái ba lần về nhà để thắp hương tổ tiên và thăm người thân. Ngôi nhà sát thủ từng sống gần như bỏ hoang, lạnh lẽo và im lìm. Nó giống như là buổi sáng ngày 23 tháng 7 năm 2014 khi thân nhân Nguyễn Đức Nghĩa đến làm thủ tục nhận xác đứa con trai, hầu như không một tiếng khóc. Tử hình về tội giết người, 10 năm tù về tội cướp tài sản. Đó là cái giá mà bị cáo Nguyễn Thế Đô phải trả cho tội ác của mình trong phiên tòa sơ thẩm vào ngày 8 tháng 11 năm 2007 của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Ngay sau đó, bị cáo được giải vào phòng cách ly. Chiếc áo khoác của bị cáo chắc mặc vội nên cổ áo quặt vào trong. Một con người thấp bé không gầy gò xanh xao như tôi tưởng, mà trái lại, nước da trắng, ánh mắt tỉnh táo. Vậy mà khi xem hồ sơ vụ án cùng bản cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, hơn một lần tôi phải rùng mình.
các chiến sĩ bảo vệ trại tạm giam Hà Nội cho bị cáo hút thuốc lá và được phép ngồi. Tôi bẻ lại cổ áo cho bị cáo và cũng ngồi xuống trong một góc hẹp của phòng cách ly. Còn đây là cuộc nói chuyện của tôi với Nguyễn Thế Đô, thủ phạm của vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra. Anh nhận được quyết định đưa vụ án ra xét xử lâu chưa? Em nhận được hơn 10 ngày nay. Đêm qua anh có ngủ được không? Em không thể ngủ được vì nghĩ ngày mai ra tòa sẽ gặp người thân. Các anh cán bộ quản giáo cũng giục em đi ngủ sớm, nhưng em chỉ nằm mà không chớm mắt được. Thế hôm nay đến tòa, anh nhìn thấy những ai? Mẹ em, anh, chị ruột em và hai đứa con gái. Cháu lớn là Kim Chi học lớp 11, cháu nhỏ là Kim Anh học lớp 9. Các cháu đều học tốt. Em thương cháu bé nhất, cháu phải chịu thiệt thòi nhiều, một mắt cháu lại bị kém. Thế còn vợ anh, cô ấy bảo bố con em cách đây hơn 10 năm rồi. Trước hai vợ chồng cùng người nhà buôn bán hoa quả, rồi thấy nghèo khó không chịu được nên bỏ chồng con đi biệt tăm. Từ đó đến nay chưa một lần về nhà thăm các con. Những ngày đầu bị cùng chân trong xà lim, anh nghĩ gì? Em nghĩ và tự trách mình vì nghiện ngập mà làm khổ đến các con. Các cháu thiếu thốn tình cảm vật chất từ bé. Mình đã chẳng lo được đầy đủ cho các con, lại còn để chúng khó khăn không bằng bạn bè. Về phần mình, em thấy mình thật ngu ngốc. Ma túy đã làm em không còn tỉnh táo nữa. Em hành động như một con thú. Đến em cũng không thể tha thứ được cho mình. Trong trại tạm giam, đã bao giờ anh mơ thấy bà Long về không? Trước đây, anh và bà Long có mâu thuẫn gì không? Có, nhưng em không thể hình dung nổi khuôn mặt của bà Long nữa. Em và bà Long không mâu thuẫn gì nhau. Đó là điều em ân hận nhất. Trong quá trình điều tra, anh đã nhận hết tội. Còn điều gì anh muốn khai tại phiên tòa hôm nay không? Dạ không, em sẽ tiếp tục thành khẩn để mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Với tội ác của mình, anh đã nghĩ đến mức án dành cho anh chưa? Em học không nhiều, nhưng em biết giết người là phải đền mạng. Những ai bị giam, em cũng đã nghĩ đến điều này, nhưng em vẫn hy vọng tòa án cho em một cơ hội để em được sống, về chăm sóc các con. Em muốn bù đắp cho các con bởi các cháu đã không có mẹ, giờ lại mất cha. Với những đứa trẻ, đó là điều đau đớn nhất. Nhiều người đến dự phiên tòa đều có chung quan điểm, mức án mà tòa áp dụng cho anh hôm nay chắc không thể là chung thân. Anh đã bao giờ nghĩ đến cái chết chưa? Em đã từng nghĩ đến cái chết và thấy cũng rất sợ. Nếu phải chết để đền tội, em sẽ phù hộ cho các con em để các cháu bớt khổ và khó khăn trong cuộc sống. Với các con anh thì anh mong muốn điều gì? Em mong các cháu biết tự lập, nghe lời dạy bảo của bà và các bác. Mong các cháu học hành thật tốt để sau này thành người có ích. Điều này thật khó vì với các cháu, sự cố gắng phải rất lớn mới vượt qua được. Thượng tá Bình kể, trong suốt thời gian sống trong biệt giam, từ tù Nguyễn Thế Đô luôn ân hận về tội ác của mình và thương hai đứa con gái. Đô là một kẻ nghiện ngập, vợ bỏ vào Nam sinh sống, để lại hai đứa con gái. Một lần, anh ta đã cầm dao đâm chết bà lão bán ma túy để cướp chiếc nhẫn vàng. Đô từng tâm sự, anh ta luôn bị ám ảnh về tội lỗi đã gây ra. Trong giờ ra pháp trường, Đô run rẩy dòng chữ: "Hôm nay con phải đi xa mẹ và gia đình mãi mãi rồi. Con nhớ thương mẹ và các cháu nhiều lắm. Con ngàn lần xin gia đình tha lỗi cho con. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe để nuôi dạy hai cháu cho con. Đừng để các cháu phải khổ, mẹ nhé." Rồi Đô dặn hai con gái: "Bố ân hận không giúp gì cho các con trong quãng đời còn lại. Các con tha thứ cho bố nhé. Bố thương hai con nhiều. Vĩnh biệt." Thủ tục nhận dạng lăn tay ký vào bàn giao nhận quyết định thi hành án xong, từ tù được ăn bữa cơm cuối cùng gồm một bát phở gà, một cốc nước và một điếu thuốc lá. Đô cầm đũa khều khều mấy cọng phở, mắt anh ta ân ực. Quản giáo khuyên: "Ăn một chút đi, kẻo chết lại phải làm ma đói đấy. Kiếp sau có làm người thì sống cho tốt hơn nhé." Lời nói cuối cùng, Đô cảm ơn các cán bộ quản giáo đã giúp đỡ và chia sẻ với mình những ngày cuối đời. "Thôi, đi nhé, đi là hết nợ." Một người an ủi, Đô được dẫn giải ra pháp trường. Pháp trường tờ mờ sáng, điều hưu quạnh vắng, cọc gỗ dựng bên huyệt đã được đào sẵn từ đêm trước. Tử tội được dẫn vào vị trí, chủ tịch hội đồng thi hành án tử hình đọc tội trạng. Tử tội cần phải loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội. Năm tay súng sắp hàng nghiêm trang. "Tất cả chú ý, dương súng, mục tiêu tên tội phạm. Bắn!" Việc thi hành án tử tù tại trại tạm giam Hà Nội thường kết thúc trước lúc mặt trời mọc. Nói như lời của ông Nguyễn Văn Hoắc, nguyên giám thị trại tạm giam Hà Nội: "Những xấu xa tội lỗi cần được gột rửa trước khi một ngày mới bắt đầu." Tân An là một thị trấn yên bình ở Lạc Dương, Hà Nam, Trung Quốc. Những năm 90, nơi đây phát triển mạnh mẽ nhờ vào nguồn khoáng sản dồi dào của địa phương.
Nhiều gia đình vì thế có công ăn việc làm, kinh tế được cải thiện đáng kể. Trong vùng cũng nổi lên những ông trùm khoáng sản, người nắm trong tay các mỏ khai thác quặng. Nhưng cuộc sống yên bình ấy bỗng bị phá tan bởi một vụ án mạng đau lòng xảy ra vào mùa hè năm 1991. Một phụ nữ lên núi hái thảo quả đã phát hiện ra ngọn lửa cháy bập bùng cách vị trí mình đứng không xa. Cô tò mò bước tới gần, đứng nép sau một cái cây thì nhìn thấy hai cô gái đang vội vã rời đi. Trên tay họ còn có một can xăng lớn. Chờ cho hai cô gái khuất bóng hẳn, người phụ nữ mới đến gần và tá hỏa nhìn thấy một thi thể đã bị cháy đen. Phần gương mặt bị phá hủy nghiêm trọng. Nhân chứng này vội vã trở về báo cho cảnh sát địa phương. Nhận được tin báo, cảnh sát đã lập tức lên núi xác minh vụ việc. Cảnh sát xác định nạn nhân là một cô gái còn khá trẻ. Tuy nhiên, vì gương mặt nạn nhân bị cháy đen chỉ còn trơ xương nên họ không thể nhận diện ra đó là ai. Thời điểm ấy, công nghệ phá án chưa phát triển nên cảnh sát gần như là đi vào ngõ cụt. Khi đang đau đầu với vụ xác chết cháy đen thì cảnh sát địa phương lại nhận tin báo về một vụ mất tích bí ẩn. Người trình báo là Đức Sương, ông chủ của một mỏ nhôm lớn trong vùng. Ông Sương cho hay con gái thứ hai của ông đột ngột biến mất, gia đình đã tỏa đi khắp nơi để tìm kiếm nhưng bất thành. Kết nối các sự kiện với nhau và qua nhận diện các đặc điểm trên thi thể, cảnh sát xác định nạn nhân xấu số nơi trên không ai khác, chính là con gái của ông trùm khoáng sản này. Vào cuộc điều tra, cảnh sát lần ra hai cái tên là Tào Lâm Lâm và Nhâm Tuyết, cả hai đều làm trong mỏ nhôm của ông Đức Dương. Trong đó, Nhâm Tuyết là kẻ chủ mưu. Vậy câu hỏi đặt ra là vì sao hai đối tượng này lại ra tay sát hại con gái của ông chủ? Nhâm Tuyết sinh năm 1971, là người gốc Tân An. Từ nhỏ, Nhâm Tuyết đã sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp với làn da trắng và gương mặt bầu bĩnh đáng yêu. Năm 16 tuổi, thấy con gái xinh đẹp hơn người, cha mẹ cô ra giá, ai mang đến 5.000 tệ thì sẽ gả con gái cho. Hai người họ hy vọng sẽ được đổi đời nếu vụ bán con gái thành công. Tuy nhiên, thời điểm đó, 5.000 tệ là một số tiền khá lớn nên gần như chẳng ai dám bỏ tiền ra mua Nhâm Tuyết. Thoát khỏi cảnh trở thành một món hàng, cô được anh trai xin vào làm thu ngân trong xưởng nhôm của ông trùm Đức Sương. Được đi làm, thoát khỏi cuộc sống kìm kẹp cùng cha mẹ với Nhâm Tuyết như một sự giải thoát, cô gái trẻ vô cùng háo hức. Tuy nhiên, ngay từ lần đầu gặp mặt, ông chủ đã si mê vẻ đẹp của Nhâm Tuyết. Biết cô không có học vấn nên lấy đó làm cái cớ đe dọa đối việc Nhâm Tuyết bất cứ lúc nào. Cha mẹ thì luôn giao chỉ tiêu, phải đem tiền về nhà và liên tục gây áp lực. Anh trai của Nhâm Tuyết vì nảy sinh tình cảm với con gái lớn của ông chủ nên đã bị cho nghỉ việc. Gã chủ háo sắc nhiều lần đem câu chuyện này ra uy hiếp Nhâm Tuyết. Cô gái trẻ vì thế rất sợ hãi và tìm mọi cách làm vừa lòng ông chủ để giữ được việc làm. Trong vài năm tiếp theo, gã chủ mò biến Nhâm Tuyết thành nô lệ thể xác cho mình, dù cô gái này chỉ bằng tuổi con gái thứ hai của gã. Chưa dừng lại ở đó, gã còn bắt Nhâm Tuyết đi phục vụ cho các quan chức trong vùng để giúp hắn trốn thuế, thuận lợi trong công việc làm ăn. Cô gái trẻ bằng lòng làm cái bao cho các quan chức giúp Đức Dương bởi gã hứa rằng sau đó sẽ giải thoát cho cô khỏi kiếp nô lệ và vẫn giữ việc làm cho cô. Tuy nhiên, với một gã cáo già như vậy thì lời nói chỉ như gió thoảng. Khi đã chịu đủ mọi ê chề, cuộc sống của Nhâm Tuyết vẫn không khá hơn trước đây. Cô gái trẻ lên kế hoạch trả thù nhằm mục đích khiến ông trùm khoáng sản này sống không bằng chết vì đã đày đọa cô suốt hơn 3 năm trời. Nhâm Tuyết lần đầu công khai bí mật tình dục động trời của ông chủ với Tào Lâm Lâm là một cô gái trẻ cũng có mâu thuẫn với Đức Dương. Lâm Lâm cũng là một người khốn khổ vì Đức Dương. Đất đai của gia đình cô gái này bị khu mỏ của Đức Dương cưỡng chế và cô ấy không còn lựa chọn nào khác là phải làm việc trong khu mỏ. Cuộc sống khốn khổ đã khiến hai cô gái trở thành bạn của nhau. Một ngày, cả hai hẹn con gái của chủ mỏ ra ngoài chơi. Đến nơi thưa vắng người, Nhâm Tuyết dùng rìu giết chết nạn nhân rồi cùng bạn đem xác lên núi, đổ xăng thiêu cháy. Mùa hè năm 1992, Nhâm Tuyết bị tuyên án tử hình vì hành vi giết người. Tháng 7 cùng năm, cô được đưa ra pháp trường. Trước khi bị bắn, cô khẩn thiết xin được bắn vào miệng để nếu nhìn từ phía trước thì gương mặt cô vẫn như nguyên vẹn. Có lẽ Nhâm Tuyết muốn ra đi với gương mặt đẹp đẽ ấy, thứ duy nhất trong đời làm cô tự hào và cảm thấy mình có chút giá trị. Với nguyện vọng sau cùng không giống ai ấy, Nhâm Tuyết sau đó được mệnh danh là nữ tử tù xinh đẹp nhất Trung Quốc. Hành vi tội ác của cô là đáng lên án, song ai cũng thấy xót xa cho một cô gái trẻ bị áp bức hành hạ suốt một thời gian dài. Nếu tỉnh táo và chọn cách nhờ đến pháp luật thì có lẽ Nhâm Tuyết đã không phải trả giá đắt đến như vậy. Nhìn ngắm dung nhan xinh đẹp của Nhâm Tuyết trên các mặt báo, ai nấy đều tiếc nuối cho một thiếu nữ hồng nhan bạc phận.
ở một vụ án kinh hoàng khác vào ngày 7 tháng 11 năm Gia Khánh thứ hai, tức là ngày 24 tháng 12 năm 1797, người dân Bắc Kinh tụ tập đông đúc ở Pháp Trường Thái Thị Khẩu. Chỉ phút chốc nữa thôi, cuộc đời cô gái xinh đẹp mới 20 tuổi sẽ kết thúc trên cây cột lăng trì này. Đúng giờ, một chiếc xe tù nhân được bảo vệ nghiêm ngặt đã đến Pháp Trường. Một cô gái xinh đẹp từ từ bước xuống xe, hai tay cô bị trói và chân thì bị cùm. Dù bị tra tấn trong một thời gian dài, nhưng cũng không thể che giấu được nhan sắc mỹ miều của nữ tử tù. Trong số những người đến xem, thỉnh thoảng có tiếng thở dài. Sau khi giám trảm quan tuyên đọc dụ chỉ, cô gái trẻ bị áp giải đến phía tây của cột lăng trì và đứng yên ở đó. Lúc này, nhiều người hỏi nhau về danh tính của cô gái trẻ bị xử tử hình này. Hóa ra, nữ tử tù xinh đẹp chính là Vương Tương Tiên, thủ lĩnh trong cuộc khởi nghĩa của dân tộc Bố Y Chấn Động. Vương Tương Tiên trước đây được gọi là Vương A Tòng, sinh năm 1777, người gốc ở Nam Lung Phủ. Do dung nhan xinh đẹp và giỏi chữa bệnh bằng các loại thảo dược cho dân làng, nên những người bố y gọi cô là Vương Tương Tiên, có ý nghĩa là tiên cô. Vào những năm đầu triều Thanh, do qua lại triều đình và địa chủ địa phương bóc lột sức lao động, khiến cuộc sống của người dân vô cùng cực khổ. Tháng 1 năm Gia Khánh thứ hai, dân tộc Miêu và các dân tộc Hán phát động cuộc khởi nghĩa Nam Lung Bố Y. Cuộc khởi nghĩa này đã làm chấn động triều đình nhà Thanh, người đứng đầu cuộc khởi nghĩa này là Vương Tương Tiên và Vi A Tín. Dân làng gần đó đã tham gia khởi nghĩa, lúc cao điểm quân số lên đến hàng trăm nghìn người. Khi Hoàng đế Gia Khánh biết tin đã lập tức sai Tổng đốc Vân Quý đến đàn áp, Tổng đốc Quảng Tây cùng tấn công. Cuối cùng, cuộc khởi nghĩa của Vương Tương Tiên đã kết thúc trong thất bại. Cô bị bắt và bị áp giải về Bắc Kinh. Theo luật nhà Thanh, Vương Tương Tiên phạm tội phản nghịch, chỉ có hình thức xử phạt lăng trì mới có thể giải được mối hận của triều đình. Theo ký ức của những người có mặt trong buổi hành quyết ngày hôm đó, Vương Tương Tiên tổng cộng là bị 3.650 nhát dao cắt vào da thịt. Đây là kỷ lục hành quyết lăng trì cao nhất trong lịch sử 260 năm của nhà Thanh. Chính vì vậy, đây được xem là vụ hành quyết lớn nhất triều Thanh. Điều đáng khâm phục là trong quá trình hành quyết, Vương Tương Tiên cắn răng chịu đau và không hề rên rỉ, dù khi đó cô mới chỉ 20 tuổi. Sau khi Vương Tương Tiên chết, người dân Nam Lung đã bật khóc. Ngày nay, tại địa phương này vẫn diễn ra các hoạt động để tưởng nhớ về Vương Tương Tiên. Năm 1997, báo giới và truyền thông trong nước rúng động bởi vụ Khánh Trắng và đồng bọn. Khánh thì bị tuyên án tử hình, khung hình phạt cao nhất dành cho 4 tội danh: giết người, cướp tài sản công dân, trốn thuế và che giấu tội phạm. Không chỉ che mắt được thiên hạ bằng vẻ ngoài thư sinh lịch lãm và chăm chỉ làm từ thiện, Khánh Trắng khiến nhiều người ngạc nhiên bởi vẻ bình thản khi bị bắt và cách ăn nói lễ phép đúng mực. Quả không hổ danh là tay trùm thế giới ngầm, khét tiếng. Nhận án tử hình, Khánh được đưa vào buồng biệt giam tại trại giam T16 Bình Đà. Trước đó, Khánh Trắng vẫn bình tĩnh nghĩ rằng mình bị bắt chỉ vì vụ cướp trên phố Kim Mã. Thậm chí, tay trùm giang hồ này còn coi việc vào trại giam như một khoảng lặng để tạm nghỉ ngơi dưỡng sức trên chặng đường đời vốn đã có quá nhiều mỏi mệt với những thù hằn chém giết của hắn. Song cuộc đời vẫn tồn tại công lý, cái gì đến thì cuối cùng cũng sẽ đến. Khi đơn xin ân giảm bị bác, án tử hình vẫn được giữ nguyên, Khánh Trắng hiểu rằng cái chết sẽ đến với hắn chỉ trong nay mai. Sự bình thản mà Khánh cố ngụy biện cho mình, rốt cuộc là vỏ bọc. Thầm sâu trong mình, ông trùm khét tiếng chợ Đồng Xuân một thời, hẳn không khỏi run rẩy và sợ hãi khi biết mình sắp lìa đời. Hiền khô và ngoan ngoãn, tuyệt không thấy bóng dáng của hung thần từng là nỗi ám ảnh của nhiều tiểu thương buôn bán. Tại chợ Đồng Xuân, giới kinh doanh nhà nghỉ, quán bar, v.v. Rạng sáng một ngày tháng 10 năm 1998, bản án tử hình dành cho Khánh Trắng được thi hành tại trường bắn Cầu Ngà, phía sau trại tạm giam số 1 của Công an Hà Nội. Bước xuống an toàn từ chiếc xe chở tử tù, Khánh Trắng bước đến dựa cột, vẫn với vẻ bình thản hiếm thấy. Sau khi hoàn thiện mọi thủ tục, Khánh vẫn kịp liếc nhìn chiếc quan tài màu đỏ được chuẩn bị sẵn, dựa đầu vào cọc tre đón nhận phút giây từ giã cuộc đời. Tiếng súng vang lên, đôi mắt kẻ tử tù vẫn giữ nguyên nét mở trừng trừng như những gắng gượng trong vô vọng, muốn được nhìn thấy cuộc đời vốn chảy trôi vô định. Nam Cam, tên thật là Trương Văn Cam, sinh năm 1947, quê ở Quảng Nam, là một trùm xã hội đen ở Việt Nam, nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh. Nam Cam còn là bị cáo chính trong vụ án Nam Cam và đồng bọn trong chuyên án Z501 nổi tiếng Việt Nam.
năm 2001, tập đoàn tội phạm của Nam Cam gây chấn động dư luận cả nước khi ông Trùm cùng những tay chân thân tín nhất xa lưới. Đây là một trong những vụ án lớn nhất từ trước đến nay với những đối tượng liên quan vô cùng phức tạp. Không chỉ có các trùm giang hồ mà còn có cả các quan chức lớn nhỏ, một số cán bộ công an biến chất, v.v. Sau khi hoàn thiện hồ sơ vụ án, ngày 30 tháng 10 năm 2003, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên án Trương Văn Cam về 7 tội danh là giết người, hối lộ, cố ý gây thương tích, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, che giấu tội phạm, tổ chức đưa người khác trốn ra nước ngoài. Tổng hợp hình phạt chung đối với 7 tội danh là tử hình. Dù ông Trùm khét tiếng giang hồ có đơn kháng cáo, tuy nhiên tại phiên xét xử phúc thẩm, mức hình phạt đối với Nam Cam là không thay đổi. Trong phiên tòa xét xử vụ án Nam Cam và đồng bọn, Trúc Mẫu Hậu gặp lại ông chồng khét tiếng giang hồ sau một thời gian dài xa cách. Không cầm được nước mắt, Trúc Mẫu Hậu đã bật khóc vì nghĩ đến bản án đang chờ đợi chồng, các con và bản thân. Thấy thế, Nam Cam cố tỏ ra vui vẻ để động viên vợ. Bà đừng khóc, hãy cố gắng cứng cỏi để con cái đỡ hoang mang sợ hãi. Một mình tôi làm chúng đau lòng là đủ rồi. Suốt từ phiên tòa sơ thẩm đến phiên phúc thẩm, khi nghe tòa tuyên án tử hình với Nam Cam, Trúc Mẫu Hậu quỳ sụp xuống đất khóc nức nở. Ông Trùm lại quay lại dặn vợ. Bà ở lại cố gắng giữ gìn sức khỏe, cố gắng cải tạo để sớm trở về với các con. Tôi đi trước. Đó là cuộc gặp cuối cùng của Trúc Mẫu Hậu và Nam Cam trước ngày ông Trùm bị xử tử hình. Sau khi được tòa tuyên án 20 năm tù, Trúc Mẫu Hậu chính thức được chuyển từ trại tạm giam ra trại giam Xuân Lộc của Cục V26, nay là Tổng cục 8 Bộ Công an. Quãng thời gian đầu cải tạo, Trúc Mẫu Hậu thường xuyên khóc lóc vật vã, bỏ ăn uống, hoảng loạn, vân vân. Khi tinh thần dần ổn định thì bà lại một lần nữa gục ngã khi hay tin Nam Cam bị đưa ra trường bắn. Vào khoảng 0 giờ ngày 3 tháng 6 năm 2004, tại trại tạm giam 5 tử tù là Phạm Văn Minh, Trương Văn Cam, Châu Phát Lái Em, Nguyễn Việt Hưng và Nguyễn Hữu Thịnh đã bị đánh thức, chuyển đến pháp trường. Nghĩ là chuyển trại giam, nhưng tử tù vẫn tỉnh táo chỉ quần áo tư trang của mình cho cán bộ quản giáo lấy ra. Duy nhất ông Trùm Nam Cam tỏ ra lặng lẽ hơn ngày thường, bước chân vào trong xe chậm hơn một chút. Có lẽ tuổi đời kinh nghiệm sống lọc lõi đã khiến tội nhân khét tiếng lờ mờ đoán được điểm cuối của con đường chuyển trại. Sau khi được đưa vào trại Chí Hòa an toàn, năm tử tù được đánh thức rồi áp giải vào làm thủ tục trước giờ thi hành án. Tại đây, họ nghe tuyên đọc quyết định thi hành án, tử tù mới biết sự sống chỉ còn tính bằng giây hoặc phút. Sau khi ăn bữa cuối cùng và viết thư gửi về người thân, nhiều tử tù đổ mồ hôi, chân tay cứ run lên vì sợ. Riêng Nam Cam thì như kẻ mất hồn, ngồi thất thần. Được dẫn lên xe để đến điểm thi hành án, những tử tù suy sụp tinh thần, chân khuỵu xuống như không còn sức nên phải có người xốc nách dìu đi. Đến nơi, tử tù run lên bần bật khi nhìn thấy cột bắn và bảng tên để sẵn theo thứ tự. Sau khi loạt súng đanh lạnh vang lên, những tử tù đã đền tội cho những tội lỗi đã gây ra trước đó, chấm dứt tập đoàn tội phạm khét tiếng một thời. Phước Tám Ngón, tên thật là Nguyễn Hữu Thành, sinh năm 1971 trong một gia đình nghèo ở Sĩ An, Thuận An, Sông Bé, cũ, nay là tỉnh Bình Dương. Ngay từ lúc còn nhỏ, Phước đã là một đứa trẻ lì lợm, ngỗ ngược và hung hãn. Mới học hết lớp 1, đánh vần chưa thông, viết chữ chưa thạo, Phước đã bỏ học, đi lêu lổng khắp nơi. Theo lời kể của những người cùng thời thì vào năm 15 tuổi, vì quá ham chơi đua đòi, quậy làng phá xóm, Phước bị bố mắng cho một trận. Bị chạm đến tự ái cá nhân, vốn tính ngỗ ngược coi trời bằng vung, Phước tức quá lấy dây thừng trói cô bố mình lại, thả xuống giếng như chiếc gầu múc nước, khiến ông bố tội nghiệp, sợ đến ngất xỉu. Thấy vậy, Phước mới chịu buông tha và kéo bố mình lên. Nghe nói sau đó, bố Phước buông xuôi bất lực nhìn cậu con trai mặc sức khuấy đảo không dám la mắng nữa. Nhưng trong một lần đàn đúm rượu chè rồi gây gổ với người khác, mẹ Phước không chịu được nên đã to tiếng với thằng con trời đánh. Tức lắm, nhưng Phước không dám chói mẹ thả xuống giếng như đã từng làm với bố, mà hùng hùng hổ hổ xách con dao phay trong bếp, kê tay vào cột nhà, chặt đứt luôn ngón cái và ngón trỏ bàn tay trái của mình cho hả giận. Nhìn hai ngón tay của Phước văng trên nền nhà, ai nấy đều thất kinh. Không ai có thể tin được đó là hành động của một cậu bé 15 tuổi.
Nhưng với kiểu hành động lạnh lùng có 102 đấy, người ta có thể tin rằng đứa trẻ ghê gớm này có khả năng trở thành một tướng cướp khét tiếng, một sát thủ máu lạnh khuấy đảo giang hồ. Biệt danh Phước Tám Ngón cũng gắn chặt với cuộc đời đầy bạo lực của gã giang hồ khét tiếng một thời này từ thủ đó. Không nằm ngoài dự đoán của nhiều người, Phước Tám Ngón sớm bỏ nhà đi bụi, lấy cờ bạc cướp bóc ăn chơi tù tội, làm vốn sống qua ngày. Năm 1988, Phước bị Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp tuyên phạt 36 tháng tù. Nhưng sát thủ máu lạnh Phước Tám Ngón đã trốn chạy, quy tụ đàn em gồm toàn những nghệ sĩ đầu trâu mặt ngựa, thành lập băng cướp có vũ trang, tác oai tác quái nhiều khu vực trong và ngoài thành phố Hồ Chí Minh. Cái tên Phước Tám Ngón cũng vì thế mà nổi lên như cồn trong giới giang hồ miền Nam và trở thành nỗi khiếp sợ của đông đảo người dân lương thiện. Tên tuổi của Phước càng đình đám hơn khi ý vác súng đi hỏi một cô gái tên là LTT. Tên làm vợ, mặc dù đã có người yêu và sắp tổ chức đám cưới, nhưng với cách hỏi vợ có 102 của Phước, T cũng phải xuôi dòng. Mỗi lần nhắc đến Phước Tám Ngón, người ta thường dùng hai từ máu lạnh để thể hiện quan điểm ảnh hưởng. Đối với tên cướp khét tiếng, giết người không ghê tay này, đầu năm 1991, trong vòng một tháng hoạt động, băng cướp vũ trang do Phước Tám Ngón cầm đầu đã gây ra hai vụ cướp, một vụ trộm xả súng là một người chết, một người trọng thương. Mặc dù bị truy quét gắt gao, những một năm sau, Phước Tám Ngón mới bị xa lưới pháp luật. Ngày 24 tháng 6 năm 1994, Phước bị Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên án tử hình về các tội giết người, cướp tài sản công dân. Suốt 8 tháng bị giam giữ, tên cướp khét tiếng này chưa một phút giây nào tỏ ra hối lỗi và luôn nung nấu ý định vượt ngục. Y đã kiên trì cắt đứt chiếc cung chân của mình trong nhiều ngày chỉ bằng một chiếc dao lam. Đêm ngày 26 tháng 3 năm 1995, khi thời cơ đến, Phước Tám Ngón bí mật tháo cùm, chui vào nhà vệ sinh, đục tường chui ra. Để có thể qua mắt người gác cổng, Phước trộm quần áo, quản giáo phơi ngoài sân để cài trang, rồi ung dung dắt xe đạp đi qua cổng chính trại giam. Với bản lĩnh của một kẻ được mệnh danh là sát thủ máu lạnh, Phước có đủ độ bình tĩnh để qua mắt người gác cổng mà không bị nghi ngờ gì. Sau khi có một cuộc vượt ngục không tưởng tại khám Chí Hòa, chỉ với một chiếc dao lam, Phước Tám Ngón tiếp tục lún sâu vào con đường tội lỗi. Nhưng không lâu sau, tên tội phạm này đã bị đưa trở lại trại giam và lãnh án tử hình thứ hai trong phiên xét xử tại Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24 tháng 9 năm 1996. Trước khi được đưa đi thi hành án tại trường bán Long Bình ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh cũng như tất cả các tử tù khác, Phước Tám Ngón được ăn một bữa cơm thịnh soạn, bữa cơm cuối cùng trong đời. Thức ăn rất ngon, khác hẳn những bữa cơm tù thông thường, nhưng ai cũng biết rằng đó là bát cơm báo tử. Nó mang lại một nỗi sợ hãi còn lớn hơn cả cái chết, đó là nỗi sợ hãi chính bản thân mình. Bởi tâm lý thông thường của những kẻ khi sống đã gây ra quá nhiều tội ác, rất sợ chết đi sẽ bị quỷ ma hành hạ dưới 9 tầng địa ngục. Và lẽ dĩ nhiên chẳng ai đủ sức để nuốt nổi bữa cơm ân huệ ấy dù nó rất ngon. Chỉ có Phước Tám Ngón là làm được cái điều chưa tử tù nào làm được. Phước đã ăn hết bữa cơm cuối cùng của mình với một nửa con gà quay trước giờ xử bắn. Nhiều người trong giới giang hồ cũng phải lắc đầu vì sự bình thản đến ma quái của Phước. Thằng đó không phải người. Đúng là chỉ có một tướng cướp máu lạnh giết người không ghê tay như Phước mới có thể làm được những điều ghê gớm đó. Tuy nhiên, số người lại cho rằng Phước chỉ gồng lên như vậy để che đậy nỗi sợ hãi của mình mà thôi, chứ lúc được đưa ra pháp trường, đũng quần y ướt dũng. Sau này, nhiều người kể lại rằng phần mộ của Phước Tám Ngón ở trường bán cũng từng được thuê để bốc hài cốt. Nhưng khi bật nắp quan tài, tất cả những người có mặt đều khiếp đảm bỏ chạy tán loạn vì mùi tử khí quá nặng xộc ra từ bên trong. Chuyện này chưa rõ thực hư, nhưng Phước Tám Ngón chết đi rồi thì có lẽ đến quỷ ma cũng phải sợ. Vũ Xuân Trường và đồng bọn từng là vụ án ma túy gây rúng động thập niên 90 của thế kỷ trước, cũng khiến báo giới trong nước tốn không ít giấy mực. Các bị cáo trong vụ này, đại đa số đều là những người có trình độ học vấn không thấp, lại am hiểu luật pháp. Riêng ông trùm Vũ Xuân Trường từng là đại úy, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm chống ma túy. C-14, này là C-45 Bộ Công an, vụ án đã nóng lại, càng thêm thu hút sự chú ý của dư luận thời điểm đó. Án tử hình là không tránh khỏi đối với kẻ giao giác cái chết trắng. Như thông lệ, rạng sáng một ngày tháng 3 năm 1998, bản án được thi hành cho Vũ Xuân Trường tại trường bắn Cầu Ngà. Theo lời kể của các nạn nhân cán bộ thi hành án,
được dẫn lên không ít tờ báo nổi tiếng lúc bấy giờ. 7 phạm nhân hôm đó cùng được đưa ra pháp trường, trong đó có Vũ Xuân Trường. 6 người còn lại gồm Bùi Danh Ca, nguyên đại úy, đồn phó, kiêm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu Tây Trang, Lai Châu; Vũ Phong Mã, nguyên đại úy, trưởng phòng hậu cần công an Lai Châu; Đào Xuân Xe là lái xe công ty vận tải ô tô số 3; Nguyễn Trọng Thắng, Dương Ngọc Thắng đều là công an ở Lai Châu; và Lại Thị Ngấn không nghề nghiệp. Dường như biết rõ hơn ai hết về tội lỗi của mình, Vũ Xuân Trường không một lời khóc than, lặng lẽ mỉm cười với cán bộ thi hành án, thậm chí còn đủ sức trêu chọc đồng bọn. Tờ Đời Sống và Pháp Luật viết rằng mỗi người được mang đến một bát phở, một cốc nước, một điếu thuốc, hầu như không ai ăn. Xuân Xe húp ít nước rồi đặt bát xuống, Vũ Phong Mã thì rít thuốc thật sâu như để giấu đi sự hoảng sợ. Lại Thị Ngấn thì đầu tóc bơ phờ, đôi mắt thất thần, chỉ có Vũ Xuân Trường là sờ hai tay vào túi. Lần lượt các tử tù làm thủ tục kiểm tra danh chỉ bản, Lại Thị Ngấn chưa kịp lan tay đã ngất xỉu, hai nữ y tá phải bế sốc Ngấn ra bên để tiêm thuốc trợ tim. Một lúc sau Ngấn tỉnh lại, Trường đến tiếp bên cạnh và cười khẩy, thế là thêm một con cà ve xuống đấy, đủ một mâm 7 người. Ngay thế, Ngấn vừa trừng mắt nhìn Trường bằng đôi mắt căm thù, vừa chỉ tục, thăng mặt. Trường và Như không nghe thấy gì cả. Thưa quý vị, mọi tội ác đều phải trả giá trước pháp luật. Dù với bất kỳ tội danh nào, các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị bằng những bản án thích đáng. Đó cũng là bài học cảnh tỉnh mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo.